Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 156. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói một hồi cũng không nói vào trọng điểm. Lão thái thái người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhanh đến trọng điểm ngay thôi, xin hạ thần y kiên nhẫn chờ một chút. Hồ lão thái thái lúng túng, lập tức nói với Hạ Thiên, việc này quá quan trọng, nếu không nói cho rõ ràng, lát nữa khi lão thân đưa ra yêu cầu, hai người còn tưởng rằng lão phu muốn hại các người. Bà nói tiếp đi, Y Tiểu Âm mỉm cười nói, tính tình của hắn chính là như vậy, bà không cần để ý đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, vợ y, thật ra chúng ta có thể đi làm chuyện có ý nghĩa, hoàn toàn không cần thiết nghe những cố sự vừa dài vừa chẳng thú vị như thế này. Nếu nàng muốn nghe cố sự, thật ra ta còn biết có nhiều chuyện hơn, tuyệt đối còn hay hơn lão thái thái này nói nữa. Ngươi đừng ngắt lời, Y Tiểu Âm quay lại nhìn Hạ Thiên, nói khẽ, ngươi muốn kể cố sự gì thì về sau hãy nói. Bây giờ ngươi hãy để lão thái thái nói xong, được không? Được, vợ y nàng nói sao thì vậy. Hạ Thiên thấy Y Tiểu Âm khách sáo ôn nhu như thế, có chút không quen, nhưng sau khi nghe xong, đêm nay nàng nhất định phải nghe ta kể chuyện xưa. Y Tiểu Âm làm sao mà không biết rõ tâm tư của Hạ Thiên, chỉ là nàng lười vạch trần, cũng không muốn vạch trần trước mặt người ngoài. Thấy hắn không còn xen vào, nàng nói với Hồ lão thái thái, bà nói tiếp đi, ta còn muốn nghe chuyện sau đó. Về sau, thật ra tình huống cũng bình thường một thời gian rất dài. Hồ lão thái thái đã thành tinh, làm sao nghe không hiểu ám ngữ của Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, chỉ là bà không lắm miệng cho mấy chuyện này lắm, tiếp tục kể nốt chuyện vừa rồi, ba bên bình an vô sự, đều cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, linh khí về sau càng lúc càng mỏng manh, cổ trùng sinh sôi trở nên khó khăn dị thường. Linh lực của cổ thần bà tất nhiên cũng bị suy yếu, trong đó còn bị thay đổi mười mấy đời. Ngược lại nhân loại càng lúc càng thịnh vượng, thậm chí không cần cổ trùng cũng có thể tu hành pháp môn. Y Tiểu Âm nhẹ giọng nói, một khi thế cân bằng bị đánh phá, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đúng vậy, Hồ lão thái thái gật đầu, đồng ý với lời nói của Y Tiểu Âm, căn cứ theo ghi chép cổ tộc truyền xuống, ba bên đích thật đã xuất hiện hao tổn, nổi tiếng nhất chính là cổ tổ thánh trùng rời hộp. Bởi vì cổ tộc càng lúc càng mạnh, cảm thấy cổ hộp trước đó quá nhỏ, hơn nữa dựa theo phương án cổ linh chế tạo, thật sự rất bất lợi cho việc cổ tộc sử dụng sức mạnh của cổ tổ thánh trùng. Vì thế, bọn họ đã nghĩ cách chế tạo một cái hộp lớn hơn, thích hợp cho cổ tộc có thể sử dụng, sau đó chuyển cổ tổ thánh trùng sang hộp mới. Y Tiểu Âm vẫn luôn cảm thấy hứng thú với những cố sự như thế này, bởi vì nó rất có thể ẩn chứa những bí văn không được ghi chép trong lịch sử loài người, thậm chí còn có thể có liên quan đến ghi chép dị giới. Ví dụ như trước đó nàng siêu tầm được quyển sách thuốc, còn có cổ tịch Dạ Ngọc Mị đưa cho nàng, trong đó đều có không ít vết tích dị giới. Chủ ý này tất nhiên bị cổ linh từ chối, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, bởi vì linh khí suy giảm, cổ tổ thánh trùng đã tiến vào thời kỳ ngủ đông, không biết lúc nào sẽ tỉnh. Hồ lão thái thái thở dài, trận đại chiến đó khiến cổ tộc đại thương nguyên khí, linh lực cổ thần bà suy giảm không ít. Vấn đề lớn nhất là không tìm thấy cổ tổ thánh trùng. Ghi chép thiếu thốn, không ai biết cổ tổ thánh trùng bay mất hay là đã bị giết trong quá trình đó. Tóm lại là không thấy. Sao, Y Tiểu Âm sửng sốt, vậy cổ tổ thánh trùng mà mọi người có bây giờ là từ đâu đến? Là do cổ linh và tổ tiên cổ tộc cùng nhau nuôi dưỡng ra. Hồ lão thái thái tiếc nuối nói, đáng tiếc, cổ trùng bồi dưỡng ra chỉ có thể duy trì chừng trăm năm là chết, hơn nữa năng lực còn không bằng một phần vạn cổ tổ thánh trùng. Đây cũng là nguyên nhân cổ tộc và cổ thần bà không dám rời khỏi Nam Cương. Không phải sợ cổ tộc bị người ta đả thương, mà là sợ cổ tộc gây họa, dẫn đến người ngoài đâm thủng chân tướng cổ tộc miệng cọp gan thỏ. Được rồi, Y Tiểu Âm nghe xong, nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải hỏi, lão thái thái bà muốn chúng ta giúp cái gì? Hồ lão thái thái ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói, khoảng 120 năm trước, một tăng nhân đến từ Thiên Trúc. Hắn ta nói cổ tổ thánh trùng đang ở trong cơ thể hắn ta. Hy vọng cổ tộc có thể lấy cổ trùng ra. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mọi người bắt đầu tổ chức cái gọi là đại hội y giới? Trong lòng Y Tiểu Âm run lên, lập tức nghĩ thông suốt một số chuyện. Không sai, Hồ lão thái thái gật đầu, trải qua tộc lão cổ tộc và cổ thần bà xác nhận, cổ trùng trong cơ thể tăng nhân mặc dù không phải là cổ trùng thánh tổ nhưng là cổ tổ trùng đời thứ nhất,
có 1/5 năng lượng của cổ thánh trùng. Cho nên, tăng nhân này đã ở lại Nguyệt Phương Nguyên. Cổ tộc phụ trách mời danh y đương thời đến, muốn di chuyển cổ trùng khỏi cơ thể tăng nhân, chỉ là vẫn không thành công. Hồ lão thái thái hơi hoảng sợ, bây giờ, vấn đề chính là, thọ nguyên của vị tăng nhân kia sắp hết. Trước khi ông ta chết còn chưa lấy ra được cổ trùng, đại họa cổ tộc thật sự sẽ đến. Hai vị đều là bác sĩ có y thuật giỏi nhất, cho nên ta muốn cầu xin các ngươi mau cứu cổ tộc. Đi nhiều vòng như thế, chẳng qua chỉ là muốn ta và Hạ Thiên đi chữa bệnh. Y Tiểu Âm hơi bó tay, lập tức nói thẳng, bà hoàn toàn có thể nói thẳng chuyện này mà. Chuyện này không cách nào nói thẳng. Hồ lão thái thái do dự lắc đầu, qua nhiều năm như thế, cổ tộc kết cũng không ít thù. Nếu để cho những người kia biết được cổ tộc sắp không ổn, hậu quả sẽ không chịu nổi. Vậy các ngươi muốn cứu là vị tăng nhân kia hay là cổ tổ trùng? Y Tiểu Âm bắt đầu nắm được mấu chốt của vấn đề. Hồ lão thái thái cũng không tỏ vẻ từ bi, tất nhiên là cổ trùng. Mặc dù vị lão tăng kia cống hiến rất lớn cho cổ tộc ta, nhưng mệnh do thiên định, chúng ta nỗ lực duy trì nhiều năm như thế, cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Y Tiểu Thư, chuyện này liên quan đến tính mạng của mấy vạn tộc nhân cổ tộc, người nhất định phải giúp chúng ta một tay. Chuyện này, trước mắt ta không thể đồng ý được, tính tình của Y Tiểu Âm khá cẩn thận, chuyện mà nàng chưa nắm chắc, xưa nay nàng sẽ không gánh, có thể chữa khỏi hay không, còn phải xem qua bệnh nhân mới biết được. Hồ lão thái thái cũng không thúc ép, chỉ nói, bây giờ muốn vào Nguyệt Phương Nguyên, chỉ có thể thông qua Đại hội Thần Y. Đây là cổ thần bà, cổ tộc còn có giới y học Nam Cương cùng nhau tổ chức. Cho nên, ta mong hai vị toàn lực ứng phó, lấy được hai thứ hạng đầu, hạng ba còn lại sẽ do một vị cổ y lấy. Sau khi tiến vào Nguyệt Phương Nguyên, vị cổ y kia sẽ dốc toàn lực phối hợp với hai người. Các ngươi làm những việc này là cố ý giấu giếm cổ thần bà. Y Tiểu Âm hỏi. Hồ lão thái thái cũng không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, ta muốn cứu cổ tổ trùng. Cổ thần bà là cơ thể bất tử, cho dù không có cổ lực cũng có thể dùng cơ thể tinh linh mà sống sót, nhưng nếu cổ tộc chúng ta không có cổ tổ trùng che chở, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa người bình thường cũng sẽ chịu tác động. Hồ lão thái thái bỗng nhiên đứng dậy, quỳ xuống với Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, cho nên, lão thân không chỉ vì cổ tộc mà còn vì người trong thiên hạ. Ta quỳ xuống cầu xin hai vị ra tay. Đừng như vậy, Y Tiểu Âm giật mình, vội tiến lên đỡ Hồ lão thái thái. Lão thái thái, bà cần gì phải làm như thế chứ? Hồ lão thái thái lắc đầu thở dài, ta biết đồ thế tục không lọt vào pháp nhãn của hai vị, nhưng ta cũng không còn vật nào khác có thể thu hút hai vị ra tay, chỉ có thể làm như vậy. Được rồi, ta đồng ý. Y Tiểu Âm im lặng 2-3 giây, sau đó gật đầu đồng ý. Hạ Thiên đứng một bên cũng không ngăn cản, chỉ cần đối phương không tồn tại bất kỳ ý đồ xấu, hắn trên cơ bản sẽ không ngăn cản các nàng làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, cho dù có ý đồ xấu, cùng lắm đến lúc đó cùng nhau xử lý là được, cũng không tốn quá nhiều sức, xem như trò chơi giết thời gian cũng tốt. Đa tạ Y Tiểu Thư, cũng đa tạ Hạ Thần Y. Lúc này, Hồ lão thái thái mới chậm rãi đứng dậy, cảm khái nói, trước kia ta cũng đã tìm không ít danh y đương thời, hoặc lừa đời lấy tiếng, cuối cùng đều lâm trận bỏ chạy, hoặc vừa nghe nói có thể là địch với cổ thần bà, tất cả đều bị dọa sợ, cũng chỉ có hai vị mới có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh. Được rồi, Hạ Thiên nghe không nổi nữa, lười biếng nói, đừng cứ hở một chút là thiên hạ, là thương sinh. Không có bản lãnh lớn đến như vậy thì cũng đừng giả bộ. Có việc thì nói, có bệnh thì trị, trèo cao như vậy không sợ ngã chết sao? Hồ lão thái thái nghe xong, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ cười nói, Hạ Thần Y phê bình rất đúng. Ngươi muốn làm gì, ta chẳng hứng thú cần biết, cũng chẳng muốn quản. Hạ Thiên ngáp một cái, cảnh cáo, ngươi muốn tính toán người khác cũng là chuyện của ngươi, tốt nhất đừng đánh chủ ý xấu với vợ y. Bằng không, ngươi chết cũng không biết mình chết như thế nào. Thái độ của ngươi là gì? Đột nhiên, một bóng người không biết từ nơi nào chui ra. Đá một cước về phía Hạ Thiên, người dám bất kính với Hồ nãi nãi như vậy, người cút ra ngoài cho ta. Mí mắt Hạ Thiên cũng không nhấc, nhẹ nhàng vỗ vào hư không một cái, lập tức hóa giải một cước lực quán thiên quân, ngươi là tên ngốc nào từ đâu đến thế? À, nàng ấy tên Lương Diệu Trúc, là cổ y có tiền đồ nhất trong cổ tộc, do đích thân Vạn Thiên sinh dạy dỗ.
Hồ lão thái thái kéo người kia lại, sau đó vội vàng xin lỗi Hạ Thiên, nàng ấy tuổi còn nhỏ, không kềm chế được tính tình, mong Hạ Thần y thứ lỗi. Hạ Thiên đưa mắt nhìn thiếu nữ, là một tiểu cô nương trẻ tuổi, đoán chừng chưa đến 20. Mặc dù dáng dấp không tính là tuyệt mỹ nhưng cũng được xem là xinh đẹp, mà đẹp một cách rất đặc biệt, mang theo chút phong tình dị vực. Quan trọng hơn, nàng hẳn được nuôi từ nhỏ trong đại doanh. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta không cho phép ngươi nhìn. Lương Diệu Trúc khó chịu nhìn Hạ Thiên, nếu ngươi còn nhìn nữa, ta móc mắt của ngươi xuống. Diện mạo của ngươi có chút giống với vợ công chúa, ta không đánh ngươi. Hạ Thiên vốn đã khó chịu, nhưng nể tình điểm này, trong nháy mắt đã hết giận. Lương Diệu Trúc sửng sốt, vợ công chúa là ai? Vợ công chúa chính là vợ của ta, nàng là công chúa. Hạ Thiên nghiêm túc nói, mắt của ngươi giống với nàng nhưng ngươi không xinh đẹp bằng nàng, đoán chừng chỉ có thể đẹp bằng 1/10 của nàng. Ngươi, Lương Diệu Trúc nổi sóng, há miệng muốn mắng chửi người nhưng thấy bên cạnh còn có trưởng bối và người ngoài, đành phải cố kềm nén lại, quay sang nói với Hồ lão thái thái, Hồ nãi nãi, người này thật sự là thần y sao? Tại sao hắn không có tố chất như thế? Hạ Thiên lười biếng phản bác, có phải thần y hay không chẳng liên quan gì đến tố chất. Huống chi ta là người có tố chất nhất trên thế giới. Vừa rồi ta thật sự khen ngươi, ngươi đẹp bằng 1/10 vợ công chúa của ta, ngươi nằm mơ cũng phải mỉm cười vì điều này. Ta chẳng quan tâm vợ công chúa của ngươi đẹp bao nhiêu, ta chính là ta mới là xinh đẹp nhất. Nói xong, Lương Diệu Trúc nhìn Y Tiểu Âm, không khỏi bổ sung thêm một câu, cho dù không phải xinh đẹp nhất, nhưng cũng không chênh lệch với người nào đó lắm. Ai cha, tại sao ta lại dây dưa với ngươi vấn đề này nhỉ? Dù sao ta cũng chẳng muốn hợp tác với ngươi, y thuật của ngươi chắc chắn chẳng ra sao cả. Diệu Trúc, đừng hành động theo cảm tính. Hồ lão thái thái ngược lại rất tỉnh táo. Bà biết muốn đạt được chuyện mà mình cần, người cậy vào cũng chỉ có Hạ Thiên, y thuật của Hạ Thần y đích thật cử thế vô song. Cho dù là Vạn Gia Gia của ngươi cũng phải tán thành hắn 10 phần. Vạn Gia Gia, hắn thật sự là đồ tôn thân truyền của người sao? Lương Diệu Trúc quay sang nhìn Vạn Quy Nhân, tại sao lại giống như vô lại thế? Vạn Quy Nhân thản nhiên nói, hắn không phải đồ tôn của ta, chỉ là đồ đệ của đồ đệ ta. Tuy nhiên, hắn đã học hết bản lãnh của Trương Minh Đà, hơn nữa còn lợi hại hơn sư phụ hắn gấp 100.000 lần, tất nhiên cũng đã thắng ta. Thật hay giả vậy, Lương Diệu Trúc không thể nào tin được. Luận y thuật, hắn xác thực có thể được xưng là có 102 đương thời. Vạn Quy Nhân cũng chẳng có lòng tốt tán dương Hạ Thiên mà là đang trần thuật một sự việc. Hạ Thiên nhìn Vạn Quy Nhân, thế nào, lão đầu, người muốn nịnh nọt ta sao? Thái độ của ngươi là gì? Lương Diệu Trúc khó chịu, trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nói thế nào ông ấy cũng là trưởng bối của ngươi, là sư phụ của sư phụ ngươi, ngươi không thể lễ phép với ông ấy được sao? Ông ấy là sư phụ của ta, như vậy chẳng phải ta là sư cô của ngươi sao? Hạ Thiên nói, bớt làm bộ đi, đừng nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của ta không thừa nhận lão nhân này có quan hệ gì với ta cả. Lương tiểu thư khách sáo rồi, ta cũng không phải sư phụ của ngươi. Vạn Quy Nhân cũng thuận miệng giải thích, y thuật của ngươi là kế tục cổ y, còn ta là môn chủ quỷ y môn, cũng không trực tiếp truyền thụ cho ngươi cái gì, chỉ điểm 1-2 thôi. Lương Diệu Trúc cau mày, có chút không biết làm sao. Đành phải nói với Hồ lão thái thái, ta kém như vậy sao? Ngay cả Vạn Gia Gia cũng không nhận ta là đồ đệ. Điều này hiển nhiên không thể nhận loạn rồi. Hồ lão thái thái cũng không tiện giải thích sự khác nhau giữa các môn phái trong giang hồ, đành phải nói, nhưng ông ấy có đau ngươi hay không, chính ngươi còn không biết sao? Y Tiểu Âm bỗng nhiên lên tiếng, trong cơ thể của nàng ấy không có cổ trùng. Y tiểu thư quả nhiên tuệ nhãn như cự. Hồ lão thái thái gật đầu, trong cơ thể tất cả cổ y trong tộc đều có cổ trùng, cho nên mặc kệ làm cái gì cũng sẽ bị cổ thần bà phát hiện. Vì thế ta mới nhờ Vạn tiên sinh bồi dưỡng Diệu Trúc. Bây giờ nàng ấy là cổ y duy nhất trong tộc không có cổ trùng, nhưng y thuật lại giỏi nhất. Dù sao Lương Diệu Trúc cũng còn trẻ, rất nhanh đã ném chuyện vừa rồi ra sau ót, xích lại gần Y Tiểu Âm, thì ra ngươi chính là môn chủ hiện tại của Âm Y môn, Y tỷ tỷ. Ta đã sớm nghe nói về ngươi. Ngươi lợi hại thật, ta vẫn luôn sùng bái ngươi, ngươi có thể ký tên cho ta không? Khách sáo rồi, Y Tiểu Âm cười nhạt, nói với Lương Diệu Trúc, ký tên gì chứ,
ta không phải minh tinh mà. Lương Diệu Trúc khoát tay, ngươi còn xinh đẹp hơn minh tinh nhiều lắm, không, đẹp gấp một vạn lần. Ngươi là thần tượng của ta, cũng là mục tiêu mà ta muốn vượt qua. Đời này ngươi không có hy vọng đâu. Hạ Thiên cười nói, ngươi nên đổi mục tiêu khác đi, nếu không, đời này ngươi sẽ sống trong bóng tối đấy. Ngươi và vợ y y chênh lệch nhau như bầu trời và mặt đất vậy, về sau cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mắc mớ gì đến ngươi? Lương Diệu Trúc khó chịu chừng Hạ Thiên, sau đó cau mày, vừa rồi ngươi gọi nàng ấy là gì? Hạ Thiên đáp, là vợ y y. Cho nên, nàng ấy là vợ của ngươi. Lương Diệu Trúc ngẩn cả người, vậy vợ công chúa mà ngươi nhắc vừa nãy chẳng lẽ là vợ trước? Ta không có vợ trước, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Vậy tại sao bây giờ ngươi lại có vợ? Lương Diệu Trúc mở to mắt chỉ tay vào Hạ Thiên, hai bà vợ, ngươi đang phạm pháp đấy có biết không? Hạ Thiên lập tức cải chính, ngươi nói sai rồi. Ta đã nói rồi, xã hội bây giờ làm gì có chuyện người có thể lấy hai vợ. Lương Diệu Trúc vỗ ngực, cảm thấy thế giới quan còn chưa sụp đổ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta không chỉ có hai vợ mà là 32 vợ, à, mà cũng có thể 33. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, lập tức bác bỏ, dù sao ta cũng có rất nhiều vợ. Ba, hơn 30, Lương Diệu Trúc cảm thấy tam quan của mình đã bể nát, ngươi, cặn bã. Hạ Thiên lười biếng nói, điều này có liên quan gì đến ngươi sao? Diệu Trúc, đừng làm rộn, đây là chuyện riêng của Hạ Thần Y. Hồ Lão Thái Thái sợ tiểu cô nương làm Hạ Thiên bực mình, vội giữ chặt nàng, ngươi nên học y thuật của người ta, đây mới là mấu chốt nhất. Lương Diệu Trúc hơi cảm thấy mâu thuẫn, y thuật của hắn thật sự rất lợi hại phải không? Ta hoài nghi việc này lắm. Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, ngươi tin hay không, ta cũng chẳng có nghĩa vụ giải thích với ngươi. Được rồi, nơi này hẳn không có chuyện gì đâu. Vợ y y, ở đây chẳng vui, chỉ bằng chúng ta về nhà ngủ bù. Vừa rồi nàng cũng đã đồng ý với ta. Y Tiểu Âm. Một đêm trôi qua, thần thanh khí sảng. Hạ Thiên cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao lần này vợ y y rất nghe lời, chỉ là vừa nãy nghe điện thoại của A Cửu thì có chút không vui. Khi đó, mặc dù đã kết thúc một trận chiến, nhưng Hạ Thiên vẫn còn cảm thấy chưa đủ. A Cửu đột nhiên gọi điện thoại đến, nói nàng và Tề Ngữ Thi đã đến Phù Lương, còn cố ý dặn dò Y Tiểu Âm đừng để tên lưu manh Hạ Thiên chiếm tiện nghi quá nhiều. Hạ Thiên đoạt điện thoại, đang định nói với A Cửu vài câu. Nhà đầu này đã trực tiếp cúp máy. Hai người lúc nào cũng vậy, cứ đấu nhau mãi. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, vừa vén mái tóc dài vừa mặc quần áo lại. Hạ Thiên ôm eo Y Tiểu Âm, vợ y y, thời gian vẫn còn sớm, không thì chúng ta nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Ngươi đừng có được voi đòi tiên. Y Tiểu Âm lườm hắn một cái, cũng lời phản ứng, đây là lần nhượng bộ lớn nhất của ta rồi đấy. Mấy chuyện này vẫn nên ít trầm mê, rất có hại. Nói đến đây, Y Tiểu Âm đột nhiên ngừng lại, bởi vì với tố chất cơ thể của Hạ Thiên, có làm nhiều thế nào cũng không hại sức khỏe, nàng đành chỉnh lại, ngươi có nhiều nữ nhân như thế, ngươi tìm người thích làm cùng với ngươi đi. Vợ y y, bây giờ ta chỉ thích nàng thôi, Hạ Thiên cười hì hì đáp lại. Y Tiểu Âm không còn là thiếu nữ đơn thuần, đương nhiên miễn dịch với mấy lời tán gái đẳng cấp thấp của Hạ Thiên, mấy lời dỗ con nít như thế này, về sau ngươi bớt nói lại. Hạ Thiên rất nghiêm túc nhìn Y Tiểu Âm, nhưng ta nói là thật mà. Y tỷ tỷ, người đang ở đâu vậy? Ta là Diệu Trúc, người thức dậy chưa? Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, chính là tiểu cổ nương Lương Diệu Trúc vừa mới làm quen hôm qua. Nàng ta cứ quấn lấy Y Tiểu Âm nhận làm chị em, nghĩ không ra sáng sớm như vậy đã đến. Y Tiểu Âm đã mặc quần áo xong, cũng đã chải lại tóc. Nàng nói với Hạ Thiên, người vẫn chưa chịu dậy sao? Lát nữa chúng ta còn phải đến Cổ Nguyệt Lâu tham gia đại hội y giới. Cái đó có gì hay đâu mà phải tham gia, Hạ Thiên khinh thường nói. Y Tiểu Âm lên tiếng, hôm nay, Liên minh giới y học phía Bắc cũng đã đến vào lúc rạng sáng, phát sinh xung đột với người của giới y học phía Nam. Hiện tại đang diễn ra cuộc tranh chấp giữa hai bên, nếu chúng ta không ngăn cản, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vợ y y. Thật ra người của hai bên này đều không phải kẻ tốt lành gì, cứ để bọn họ đánh nhau đi. Hạ Thiên không quan tâm, điều này chẳng liên quan gì đến chúng ta, nàng cũng không cần thiết dính vào. Không, ta muốn tham gia vào.
Ánh mắt đẹp của Y Tiểu Âm sáng lên, trước kia, ta không có hứng thú với chuyện này, cũng lười quản. Nhưng đổi lại chỉ là sự quấy rối không có điểm dừng, cứ nhượng bộ sẽ chỉ làm cho bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặc kệ là Y Nhân Các hay là tập đoàn thần Y, cả hai đều thường xuyên bị những người này đe dọa. Mặc dù không quá nhiều nhưng số lần cũng hơi quá. Nếu không gõ bọn họ một lần, về sau càng thêm không có ngày yên tĩnh. Ồ, vợ Y Y, từ khi nào nàng có lòng cầu tiến đến như vậy? Hạ Thiên có chút ngoài ý muốn hỏi. Y Tiểu Âm bó tay nhìn Hạ Thiên, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều lười nhác giống ngươi sao? Cũng tốt, vợ Y Y không phải là người không có lòng cầu tiến, nàng chỉ lười tranh giành với người khác, cũng không thích xung đột. Hạ Thiên cười nói, nhưng nếu nàng chán ghét đám ruồi đó, ta sẽ đập chết bọn chúng cho nàng không được sao? Không cần nàng phải ra tay. Y Tiểu Âm lắc đầu, nói với Hạ Thiên, chuyện giới y học thì nên dùng y thuật để nói chuyện, chuyện của giới kinh doanh thì dùng thương nghiệp để giải quyết, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chém chém giết giết cả. Được, nàng vui là được, Hạ Thiên không quan trọng, nếu Y Tiểu Âm đã có tính toán của mình, hắn cũng không muốn làm vợ mình mất hứng. Này, Y tỷ tỷ, tại sao còn chưa mở cửa? Ngoài cửa, vẻ mặt Lương Diệu Trúc hiện lên sự nghi hoặc. Rõ ràng nàng nghe được bên trong có âm thanh, nhưng tại sao không ai phản ứng đến nàng? Chẳng lẽ Y Tiểu Âm không phải ở đây? Ngươi mặc quần áo lại đi. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên một chút sau đó bước ra khỏi phòng ngủ, ra đến phòng khách, thuận tay mở cửa. Y tỷ tỷ, tại sao ngươi vừa thức dậy đã xinh đẹp như thế? Ta có cảm giác ngươi còn xinh đẹp hơn cả hôm qua. Lương Diệu Trúc nhìn chằm chằm Y Tiểu Âm, thật sự không có thay đổi gì mà, vì sao ta lại có cảm giác rõ ràng như thế? Y Tiểu Âm thản nhiên nói, đó là ảo giác của ngươi mà thôi. Ngươi mau vào nhà đi, ta đi làm bữa sáng, chúng ta cùng nhau ăn nhé. Vâng, cảm ơn Y tỷ tỷ. Lương Diệu Trúc bước vào phòng, kết quả vừa nhấc mắt đã thấy Hạ Thiên lười biếng từ bên trong bước ra, ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Hạ Thiên khó chịu nói, tại sao ta lại không thể ở đây? Đây không phải là phòng của Y tỷ tỷ sao? Lương Diệu Trúc kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Hạ Thiên đáp, ta ở phòng của vợ mình, nghỉ ngơi cùng với vợ mình, có vấn đề gì à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lương Diệu Trúc lập tức á khẩu không trả lời được, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn cho rằng Hạ Thiên không xứng với Y Tiểu Âm, hừ. Người nhất định đã dùng thủ đoạn không đứng đắn lừa gạt Y tỷ tỷ. Nếu không, tại sao tỷ ấy lại để ý đến ngươi? Ngươi vừa không đẹp trai, tính tình lại còn thối. Ngươi nói sai rồi, Hạ Thiên nằm dài lên ghế, ta là đệ nhất soái ca trong thiên hạ, trên thế giới này không ai có thể đẹp trai hơn ta. Lương Diệu Trúc làm tư thế nôn mửa, quẹ. Mang thai rồi thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên mỉm cười nói. Mặc dù ngươi vẫn còn cơ thể trong trắng, nhưng với y thuật cổ tộc các ngươi, muốn mang thai khi còn trong trắng cũng vẫn được. Chúc mừng, chúc mừng. Ta chúc mừng cái đầu ngươi đấy. Lương Diệu Trúc tức đến toàn thân phát run, thở phì phò trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi mới mang thai đấy, ta còn là hoàng hoa đại khuê nữ, ngay cả yêu đương còn chưa nói qua. Ngươi sỉ nhục ta như thế, ngươi có tin ta đánh ngươi hay không? Hạ Thiên khoát tay, chút trình độ đó của ngươi. Ngay cả quần áo của ta cũng không chạm đến được, đừng tự rước lấy nhục. Ta không tin, Lương Diệu Trúc nghiến răng, thân hình trong nháy mắt vọt đến trước mặt Hạ Thiên, nhấc chân đạp thẳng vào mặt hắn. Quá chậm rồi, Hạ Thiên tiện tay vỗ một cái, hóa giải cú đá của Lương Diệu Trúc. Lương Diệu Trúc không phục, vặn người đá thêm một cước. A, à, Hạ Thiên cũng không tránh, người đau đến kêu thành tiếng lại là Lương Diệu Trúc, tại sao lại cứng đến như vậy? Trong quần ngươi giấu tấm sắt sao? Cái gì cũng không có giấu, vốn dĩ ta mạnh như vậy mà. Hạ Thiên trêu chọc. Phì, lưu manh, lần này Lương Diệu Trúc biết mình đánh không lại Hạ Thiên, nhưng vẫn nhịn không được gắt một câu, ta nhất định phải thuyết phục Y tỷ tỷ chia tay ngươi. Ngươi hoàn toàn không xứng với tiên nữ như tỷ ấy. Hạ Thiên tiếc nuối lắc đầu, ta biết ngươi nhất định đã bị xuất khí của ta mê hoặc, cho nên ngươi muốn chia rẽ ta và vợ Y Y để ngươi có thể độc chiếm ta. Đáng tiếc, dung mạo của ngươi thật sự không đủ xinh đẹp, không lọt vào mắt của ta được, ngươi đừng uổng phí khí lực nữa. Ta muốn độc chiếm ngươi. Lương Diệu Trúc có cảm giác giống như nghe được một câu chuyện cười,
Ha ha ha, diện mạo của ngươi bình thường như thế, vì sao ngươi lại quá tự tin đến như vậy? À không, là tự đại, tự phụ. Ngươi không cần giấu giếm. Hạ Thiên cảm khái nói, thích ta cũng không phải tội lỗi gì, mà là chuyện hiển nhiên. Chỉ là ngươi không phải gu của ta, ngươi nên chết tâm đi, tránh cho sau này tình cảm bị tổn thương. Ta nhổ vào, Lương Diệu Trúc tức đến mức muốn dậm chân, ta muốn xé nát miệng của ngươi. Hạ Thiên cười nói, muốn hôn thì cứ việc nói thẳng, còn cần dùng chữ xé để che giấu. Con gái bây giờ đúng là không biết thành thật, tuy nhiên, năm đó bố nha đầu cũng giống như vậy. Đáng tiếc, ngươi chênh lệch đến mấy cấp bậc so với bố nha đầu. Ngươi muốn xếp hàng, cũng chỉ có thể làm vợ dự bị thứ 9999. Chờ ngươi đại thọ 80 tuổi, ngươi có thể duy trì được diện mạo như bây giờ thì mới được. Ta liều mạng với ngươi. Lương Diệu Trúc từ nhỏ đã được Hồ Lão Thái Thái xem như hòn ngọc quý trong tay, nhận được đãi ngộ tiểu thư danh phủ kỳ thực ở cổ tộc, nào có chuyện bị chọc tức đến như thế. Nàng ta xông lên muốn liều mạng với Hạ Thiên. Thân hình Hạ Thiên giống như quỷ mị, trong phòng khách nhỏ hẹp cũng có thể du tẩu một cách tự nhiên, Lương Diệu Trúc xác thực không đụng được đến nửa sợi lông của hắn. Nếu ngươi có gan thì đừng trốn, đường đường chính chính đánh với ta một trận. Lương Diệu Trúc tức giận đến thở mạnh, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi có tin ta nhổ hết răng của ngươi hay không? Hạ Thiên lắc đầu, không tin. Vậy ngươi đừng núp nữa. Lương Diệu Trúc mắng. Hạ Thiên cười hì hì, ta muốn tránh đấy, ngươi có gan thì đuổi kịp ta thử xem. Ngươi đúng là vô lại. Lương Diệu Trúc đuổi một hồi, phát hiện vẫn không đuổi được Hạ Thiên. Đáng giận hơn, mỗi lần Hạ Thiên đều gieo cho nàng một hy vọng, nhưng khi nàng sắp sửa bắt được hắn thì lại không thấy hắn đâu. Được rồi, đừng làm rộn nữa. Y Tiểu Âm từ trong nhà bếp bước ra, nhìn hai người đùa giỡn, không khỏi lắc đầu, Hạ Thiên, ngươi trưởng thành một chút đi. Cứ chọc tức mấy đứa nhỏ làm gì? Lương Diệu Trúc nghe xong, có chút không vui, y tỷ tỷ, ta không phải đứa nhỏ nữa, ta đã sớm trưởng thành rồi. Đúng vậy, nàng ta ít nhất cũng đã 20. Hạ Thiên mỉm cười, còn bồi thêm một câu, tuy nhiên, bây giờ có người qua tuổi 40 vẫn còn xem mình là trẻ con. Nàng ấy 20 cũng có thể xem là đứa bé. Lương Diệu Trúc trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người mới là đứa bé đấy. Càng là đứa bé thì lại càng không thích người khác gọi mình là đứa bé. Hạ Thiên thản nhiên nói, nếu ngươi thật sự không muốn làm đứa bé, ngươi đừng nên để ý đến chuyện này. Ta để ý đấy nhưng ta không phải đứa bé. Lương Diệu Trúc chỉ vào Hạ Thiên, bây giờ trạng thái ta không tốt, lần sau ta nhất định sẽ bắt ngươi, đánh cho ngươi một trận. Nếu không, ta không thể nào xả được cơn tức trong lòng ta. Hạ Thiên hờ hững khoát tay, đừng lãng phí thời gian nữa. Cho dù tình trạng của ngươi tốt lên gấp trăm lần, ngươi cũng không đụng được đến ta. Ăn mì đi, đừng nói chuyện đó nữa. Y Tiểu Âm bưng ra ba bát mì, đặt một bát trước mặt mỗi người, sau đó đưa cho mỗi người một đôi đũa, ăn xong còn có việc quan trọng cần làm. Lương Diệu Trúc cầm lấy cái bát, bỗng nhiên sinh ra một liên tưởng không tốt. Tình huống này làm sao lại có cảm giác giống như một nhà ba người, lập tức lắc đầu, bọn họ không lớn hơn ta bao nhiêu. Tại sao ta lại có suy nghĩ không đứng đắn như vậy? Vợ y y, không nghĩ đến tài nấu nướng của nàng lại tốt như thế. Hạ Thiên vừa ăn vừa mỉm cười khích lệ Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm cũng không trả lời, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Lương Diệu Trúc suy nghĩ, võ công tên lưu manh này rất cao, cũng không biết y thuật của hắn có cao như vậy không? Y Tiểu Âm, người có ở bên trong hay không? Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng quát, ngươi lập tức cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Y tỷ tỷ, bên ngoài có người mắng ngươi kìa. Lương Diệu Trúc đang ăn, vô thức muốn gác đũa, ta đi dạy cho người này một bài học. Không cần để ý đến, ngươi cứ yên tâm ăn mì là được. Y Tiểu Âm vô cùng bình tĩnh, nàng đã quá quen thuộc với chuyện này. Từ lúc xuất đạo, nàng đã bắt đầu bị ăn mắng, có người mắng nàng y thuật không cao. Cũng có người mắng nàng dựa vào sắc đẹp mua vui cho người khác, càng có người thậm chí nói xấu nàng xem mạng người như cỏ rác. Ban đầu, nàng còn tức giận bất bình, thậm chí còn cùng với A Cửu lý luận với người khác. Về sau nàng phát hiện, nàng làm như vậy chẳng có lợi ích gì cả, chỉ tổ làm hỏng tâm trạng của mình. Theo như Hạ Thiên nói, ngu ngốc thì chính là ngu ngốc, người bình thường không thể câu thông cùng ngu ngốc. Y Tiểu Âm, ta biết ngươi ở bên trong.
tại sao ngươi không dám trả lời? Ngươi có bản lãnh trị bệnh cho người chết, vì sao lại không ra? Âm y môn các ngươi tạo nghiệt, đừng tưởng rằng chỉnh đốn và cải cách thì xong việc, ngươi nhất định phải trả lại mạng cho vợ của ta. Người bên ngoài càng mắng càng hung, thậm chí còn đưa đến không ít người xem náo nhiệt, cảm thấy hứng thú với nội dung lời nói của người này, không khỏi bàn tán hào hứng cả lên. Y tỷ tỷ, người này mắng khó nghe quá, dù sao tuổi của Lương Diệu Trúc cũng vẫn còn nhỏ, còn không thể nào chịu được mấy lời nhục mạ như thế này. Mặc dù người bị mắng không phải nàng, nhưng nàng vẫn tức giận không thôi. Biểu hiện của Y Tiểu Âm vẫn lạnh nhạt như cũ, mì vẫn còn nóng, ngươi nên ăn cho xong đi, lạnh sẽ ăn không ngon đâu. Người kia muốn mắng thì cứ để hắn ta mắng, không để ý đến là được. Nếu ngươi phản ứng hắn ta sẽ càng thêm hăng hái, cho nên, ngươi đừng có nhúc nhích. Lại quay sang nói với Hạ Thiên, ngươi cũng không được nhúc nhích. Vợ Y Y, nàng yên tâm đi, ta sẽ không động đâu. Hạ Thiên mỉm cười, vì loại ngu ngốc đó không đáng cô phụ món ăn ngon trước mặt, nàng nói có đúng không? Mặc dù nói như vậy, nhưng tiếng quát mắng bên ngoài chợt dừng lại, tiếng huyên náo bỗng nhiên lớn lên. Lương Diệu Trúc vẫn không nhìn được hiếu kỳ, gắp hai ba gắp xong bát mì, sau đó gác đũa lao ra ngoài xem tình huống. Lúc này, ngoài cửa ít nhất tập trung 1-200 người, trong đó có 7-8 thanh niên nam tử đứng hàng trước nhất. Một đại hán râu quai nón dang rộng hai chân trừng mắt nhìn căn phòng, đáng tiếc chỉ há mồm không phát ra được âm thanh nào. Đại hán râu quai nón mở to mắt, đưa tay che miệng của mình. Đáng tiếc, răng trong miệng bắt đầu rơi xuống, miệng không ngừng phun máu ra ngoài. Đại ca, ngươi sao vậy? Ngươi nói chuyện đi chứ? Mấy nam nhân đi theo đằng sau nam nhân râu quai nón luống cuống cả lên, vội tiến lên đỡ lấy hắn ta. Một thanh niên phẫn nộ quát, nhất định là nữ nhân bên trong dở trò quỷ. Để ta đi bắt nàng ta, a. Lời còn chưa dứt, hắn ta cảm thấy hai chân mềm nhũn, cơ thể ngã xuống đất. Hắn ta phát hiện xương cốt toàn thân của mình mềm như bông, không cách nào đứng thẳng. Nhị ca, ngươi sao vậy? Ngươi nói chuyện đi chứ. Lập tức có người đến đỡ hắn ta dậy. Tam ca, ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện đi. Tứ ca. Rất nhanh, mấy người mắng Y Tiểu Âm đều ngã xuống đất. Mặc dù tất cả đều có những triệu chứng khác nhau nhưng có một đặc điểm giống nhau, chính là không thể nói chuyện, cũng không thể động đậy. Cảnh tượng này dọa người chung quanh không nhẹ, tất cả đều bỏ chạy tứ tán. Đương nhiên, trong số người vây xem cũng có người gan lớn, lập tức tiến lên kiểm tra cho những người kia. Kết quả kiểm tra cả nửa ngày cũng không nhìn ra được rốt cuộc những người kia bị cái gì. Bị bệnh thì không giống, hoàn toàn không tìm thấy nguyên nhân gây bệnh, cũng không biết là bị bệnh gì. Bị người ta ám toán, không tìm thấy chứng cứ. Trên người bọn họ không có dấu vết bị tập kích. Lương Diệu Trúc là người nổi bật nhất trong cổ y, trong đầu lập tức dâng lên một suy nghĩ, hoài nghi những người này rất có thể bị trúng cổ, vì thế nàng cũng tiến lên kiểm tra tình huống của những người kia. À, Lương Diệu Trúc kiểm tra xong, không khỏi càng nghi ngờ hơn. Mấy người kia quả thật có bệnh nhẹ, nhưng không liên quan đến thảm trạng bây giờ, đồng thời cũng không trúng cổ. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Càng quỷ dị hơn chính là, mặc dù những người này nhìn rất thảm nhưng lại không chí mạng. Chẳng lẽ do Y Tỷ Tỷ ra tay? Lương Diệu Trúc nghĩ đến một khả năng, nhưng sau đó lại lắc đầu, Y Tỷ Tỷ tuyệt đối không phải người như vậy. Chẳng lẽ Hạ Thiên ra tay? Hắn có bản lãnh này sao? Không thể nào, nhất định không phải hắn. Rất nhanh, Hiệp hội Y giới phái người đến khiêng những người này đi. Lương Diệu Trúc vừa suy nghĩ vừa bước vào phòng. Lúc này, Hạ Thiên và Y Tiểu Âm cũng đã ăn mì xong, đang uống trà. Y Tỷ Tỷ, vừa rồi là ngươi ra tay sao? Lương Diệu Trúc nhịn không được liền hỏi ra nghi vấn trong lòng. Y Tiểu Âm nghe xong, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Hạ Thiên. Vợ Y Y, nàng đừng nhìn ta, chẳng liên quan gì đến ta đâu. Hạ Thiên mỉm cười, lắc đầu phủ nhận, nhất định là đám ngu ngốc đó bị báo ứng, ông trời không cho phép bọn họ sỉ nhục người khác. Y Tiểu Âm lắc đầu thở dài, trước đó ta đã nói, ngươi đừng có nhúc nhích, ngươi vẫn không nghe. Không có mà, Hạ Thiên nghiêm túc giải thích, ta không phải vẫn luôn ngồi đây ăn mì sao? Ta không hề rời đi mà. Lương Diệu Trúc cũng không tin là Hạ Thiên làm, gật đầu nói, Y Tỷ Tỷ, ta cũng cảm thấy không phải hắn làm đâu.
hắn có bản lãnh này hay không thì chưa nói, ít nhất hắn không có đi ra ngoài. Ngươi không hiểu hắn đâu, Y Tiểu Âm biết rõ Hạ Thiên là ai, đương nhiên sẽ không bị mấy lời nói nhảm này của hắn lừa gạt. Nàng nói với Lương Diệu Trúc, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Hắn có ra tay hay không, với công lực của ngươi bây giờ, hoàn toàn nhìn không ra đâu. Lương Diệu Trúc mở to mắt, có chút khó tiếp nhận, Y tỷ tỷ, ngươi nói thật hay giả vậy? Hắn lợi hại như vậy sao? Về sau ngươi sẽ biết, Y Tiểu Âm thản nhiên đáp. Lương Diệu Trúc đưa mắt nhìn Hạ Thiên, phát hiện người này vẫn lưu manh, vô lại như cũ, ngồi không có tướng ngồi, đứng không có tướng đứng, chỉ có uể oải hoặc cười hì hì, nhìn qua liền biết không phải người tốt. Vì thế, nàng tạm thời không có ý kiến với lời nói của Y Tiểu Âm. Nàng cũng không cảm thấy người như Hạ Thiên sẽ đạt đến tình trạng như Y Tiểu Âm đã nói. Xin hỏi, Hạ Thiên, Y Tiểu Thư, mọi người lên đường chưa? Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của Hồ Hóa Vũ. Lương Diệu Trúc quay người mở cửa phòng, lên tiếng phàn nàn, Vũ ca, tại sao bây giờ ngươi mới đến? Có phải ngươi ngủ nướng hay không? Ồ, thì ra Diệu Diệu ngươi cũng có ở đây. Hồ Hóa Vũ mỉm cười xoa đầu Lương Diệu Trúc, sau đó quay sang chào hỏi Hạ Thiên và Y Tiểu Âm. Hắn ta nói, bởi vì liên minh giới y học phía Bắc đến sớm, cho nên cuộc họp nhỏ dự kiến vào ngày hôm nay được hủy bỏ, trực tiếp đi thẳng vào đại hội y giới luôn, tranh thủ trong 3 ngày chọn ra thần y cộng tôn giới y học Nam Bắc. 10 giờ sẽ bắt đầu tỉ thí, chúng ta qua đó đi. Được, bây giờ chúng ta đi thôi. Y Tiểu Âm gật đầu, đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng lên. Hạ Thiên tất nhiên là thuận theo ý kiến của Y Tiểu Âm. Mặc dù hắn chẳng có hứng thú cho lắm với đại hội này, cũng chướng mắt đám gọi là y sư trình độ tam lưu, nhưng đi theo xem náo nhiệt cũng tốt. Một nhóm 4 người ngồi xe Hồ Hóa Vũ đến Cổ Nguyên Lâu. Lầu 1 đã được sửa chữa, công nhân lui tới có chút tấp nập, đồng thời còn có không ít bác sĩ mặc trang phục khác nhau qua lại bên trong, nhìn hơi có cảm giác hoa mắt. Ồ, nơi này sao vậy? Sau khi xuống xe, Lương Diệu Trúc nghi hoặc nhìn lầu 1 Cổ Nguyên Lâu, tiện tay giữ lại một công nhân, nơi này trước kia không phải là nhà ăn sao? Chẳng lẽ muốn trang trí dùng để kinh doanh cho việc khác? Công nhân kia đáp, không phải. Hôm qua ở đây có người đánh nhau, làm hỏng lầu 1. Bây giờ chúng ta đang sửa chữa lại. Ai lại ngu ngốc như thế, cũng dám đánh nhau trong Cổ Nguyên Lâu. Lương Diệu Trúc không khỏi mở to mắt, họ không biết đây là sản nghiệp của Hiệp hội Y giới sao? Ông chủ của các ngươi đâu? Người công nhân kia do dự một chút rồi đáp, ông chủ hình như bị đánh chết ngày hôm qua rồi. Cái gì? Lương Diệu Trúc bị chọc tức, ông chủ Lương là bà con xa của cửu thúc ta. Là ai đánh, ngươi mau nói cho ta biết, ta tìm hắn tính sổ. Hồ Hóa Vũ ho khan hai tiếng, đừng hỏi nữa. Lương Tế Dân là bị trừng phạt đúng tội. Vũ ca, chẳng lẽ ngươi đánh chết ông ấy? Lương Diệu Trúc nhướng mày, khó chịu nói, cho dù ông ấy bị trừng phạt đúng tội, ngươi cũng không thể nể mặt ta tha cho ông ấy một mạng sao? Hạ Thiên lười biếng nói, tên ngốc đó chỉ tìm chết mà thôi. Là do ngươi đánh chết, Lương Diệu Trúc ngẩn người, lập tức kịp phản ứng. Không phải, Hồ Hóa Vũ thay Hạ Thiên giải thích, xích lại gần nói một cái tên vào tai Lương Diệu Trúc. Là ông ta, ánh mắt Lương Diệu Trúc hiện lên sự chán ghét, lão đầu nhi đó rất buồn nôn. Khi còn bé, ta nhìn thấy ông ta đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Người này lúc nào cũng giả bộ đứng đắn. Ta đã sớm nghe nói ông ta đã hại không ít tiểu cô nương. Ông ta ở đâu rồi? Hồ Hóa Vũ thản nhiên đáp, đã chết rồi, cho cốt đã đưa về Thục Đô. Lão gia hỏa đó sớm đáng chết. Lương Diệu Trúc hừ nhẹ một tiếng, khi ta còn bé, ông ta còn muốn gạt ta đi xem cá vàng. Ông ta tưởng ta cái gì cũng không biết sao. Đúng là biến thái. Nói xong, nàng bỗng quay sang giải thích với Hạ Thiên, đừng hiểu lầm, ta không có mắng ngươi. Mặc dù ngươi cũng biến thái. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Hạ Thiên khó chịu hỏi. Ta không phải sợ ngươi nghĩ rằng ta cố ý nói ngươi, ta chỉ muốn giải thích thôi. Lương Diệu Trúc trừng mắt lại với Hạ Thiên, tại sao ngươi còn không biết lòng tốt của người khác? Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi chẳng những xấu, xem ra đầu óc cũng không được thông minh cho lắm. Ngươi mới là đầu óc không được thông minh. Lương Diệu Trúc nói với Hạ Thiên, hôm nay đại hội rất quan trọng. Hồ nãi nãi ký thác hy vọng vào ngươi, ngươi đừng làm cho bà thất vọng.
Bằng không, ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngực ngươi nhỏ quá, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Hạ Thiên cũng lười phản bác, chủ yếu là cảm thấy không có ý nghĩa. Nếu Lương Diệu Trúc đủ đẹp hoặc dáng người tốt một chút, hắn nhất định muốn nói chuyện nhiều hơn với nàng, cho dù cãi nhau cũng tràn đầy phấn khởi. Đáng tiếc, Lương Diệu Trúc cách tiêu chuẩn thấp nhất của hắn vẫn còn kém một chút. Cho nên, hắn ngay cả đấu võ mồm cũng không có hứng. Nếu là A Cửu hoặc Tô Bối Bối, cam đoan tranh đấu một ngày một đêm cũng không chán. Lương Diệu Trúc đại khái cũng ý thức được điều này, phát hiện Hạ Thiên đánh giá người nàng một chút, sau đó lộ ra biểu hiện không hứng thú lắm, khiến cho nàng tức đến mức muốn đánh người. Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng có ngày ta đánh ngươi một trận, để ngươi không dám xem nhẹ ta. Lương Diệu Trúc nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên, âm thầm nghiến răng. Cổ Nguyên Lâu, tầng cao nhất. Lúc này, giới y học Nam Bắc có rất nhiều y sư có danh tiếng xuất hiện. Vì đảm bảo an toàn, bên ngoài sân thậm chí bố trí không ít bảo an thân cao mã đại, bắp thịt cuồn cuộn. Nhìn qua đều là những người khó chơi, không ai dám trêu chọc. Ban đầu, giới y học Nam Cương chỉ là một sự thăm dò nho nhỏ đối với Hạ Thiên, nhưng vì liên minh y học phương Bắc đến sớm, nó bỗng nhiên biến thành một trận tranh phong giữa giới y học Nam Bắc. Khi đám người Hạ Thiên đến, bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng. Y sư hai giới Nam Bắc ngồi phân biệt hai bên, chính giữa là một sân bãi được sắp xếp rất giống lôi đài. Bốn phía đều có bàn, có thể là vị trí của đại lão trong giới y học. Hồ Hóa Vũ dẫn Hạ Thiên, Y Tiểu Âm và Lương Diệu Trúc đến một vị trí khá yên tĩnh. Y sư ngồi đây không phải của bên nào, bầu không khí tốt hơn một chút. Vũ ca, người không đại diện Hồ ra đi chủ trì đại cục sao? Lương Diệu Trúc đưa mắt nhìn lôi đài trống rỗng, có chút hiếu kỳ hỏi Hồ Hóa Vũ. Hồ Hóa Vũ mỉm cười đáp, bây giờ đại diện gia chủ là Hồ Mộc Vũ, tất cả công việc đều do hắn ta phụ trách. Tình huống long trọng như thế này tất nhiên thích hợp cho hắn ta thể hiện trước mặt mọi người, làm sao có chuyện nhường cơ hội lại cho ta chứ? Hôm nay, Hồ gia sẽ mất hết thể diện rồi. Lương Diệu Trúc không khỏi lắc đầu, nãi nãi nói Mộc ca không khỏi quá nôn nóng, càng gặp chuyện lớn lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Đến lúc đó, ngươi có thể giúp một tay để lấy điểm. Hồ Hóa Vũ cười khẽ, quay sang nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên, đám người đó không mời ngươi làm trọng tài, trong lòng ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Ngươi hỏi mới khiến ta cảm thấy khó chịu đấy. Hạ Thiên nhếch miệng. Hồ Hóa Vũ lắc đầu, cũng đúng, những người đó không xứng đánh đồng với ngươi. Vũ ca, ngươi thổi phồng hắn ta quá mức rồi. Lương Diệu Trúc hơi bất mãn, nhẹ giọng nói. Hôm nay giới y học Nam Bắc có rất nhiều đại lão, thậm chí rất nhiều thánh thủ y học Trung Quốc ẩn cư nhiều năm cũng có thể xuất hiện. Hồ Hóa Vũ vẫn không phản ứng Lương Diệu Trúc, tiếp tục nói. Lúc trước, đại hội này thật ra giới y học Nam Cương dùng để nhấn mạnh uy quyền của mình mà thôi. Nhưng ai nghĩ đến, giới y học phía Bắc lại đến. Hơn nữa khí thế còn hung hăng, trong nháy mắt biến thành cuộc tranh đấu giữa giới y học Nam Bắc. Trò hay nhất định sẽ được diễn, cũng không biết rốt cuộc là đại thủ bút của ai. Hạ Thiên nói, mặc kệ nó, chỉ cần không đến trêu chọc ta và vợ của ta, bọn họ muốn làm cái gì cũng chẳng liên quan đến ta. Lương Diệu Trúc thấy Hồ Hóa Vũ và Hạ Thiên đều không để ý đến nàng ta, không khỏi tức giận đến chu môi, đành phải quay sang nói chuyện với Y Tiểu Âm. Đến rồi, bọn họ đến rồi. Lúc này, mọi người bỗng nhiên vỗ tay và reo hò kịch liệt, còn có người kích động hô lên. Hạ Thiên liếc mắt nhìn qua. Thì ra có hai đám người song song từ trong phòng nghỉ chậm rãi bước ra. Hai người đi đằng trước, một người chính là Trịnh Hưởng Sơn mà Hạ Thiên đã gặp qua một lần. Ông ta là hội trưởng Hiệp hội Y giới Nam Cương. Tuy râu tóc đã bạc trắng nhưng diện mạo được chăm sóc rất tốt, nhìn giống như đang tuổi tráng niên, cả người tản ra khí độ cao nhân. Đi song song với ông ta là Dược Vạn Tâm, là người sáng lập Vạn Hạnh Đường ở Đế Đô, đã hơn 120 tuổi. Mặc dù lưng đã hơi còng nhưng tai vẫn thính mắt vẫn tinh như cũ, bước đi như bay. Tuy hình tượng không bằng Trịnh Hưởng Sơn, nhưng lại có bối phận sư tổ Trịnh Hưởng Sơn, danh vọng cực cao trong giới y học phía Bắc, đồ tôn vô số. Đi theo sau lưng hai người đều là đại lão giới y học Nam Bắc, người nào cũng đều là danh y danh chấn một phương. Cho dù Hạ Thiên không biết những người này, cũng không lo không biết vì bên cạnh luôn có người điên cuồng kêu to danh tự của bọn họ.
chẳng khác nào fan hâm mộ gọi to tên thần tượng trong những buổi concert. Trịnh Hưởng Sơn không hổ danh là khôi thủ y giới. Khí độ, hình tượng mấy ngàn năm mới có một người. Dược lão mới thật sự là y khôi, học y trăm năm, y thuật siêu thần, không ai có thể địch lại. Ngươi nhìn đi, người đi đằng sau Dược lão chính là Chu Hạnh Lâm, là y thánh đương thời hiện nay. Thế thì có gì lạ đâu, Hồ Thanh Sơn đi đằng sau Trịnh lão cũng là thần y chân chính đấy. Tất cả đều là nhảm nhí, các ngươi chưa nhìn thấy cuồng y tiêu thần rồi, chẳng những y thuật cao siêu mà võ công cũng cao nữa. Nói đến võ công, ta cảm thấy là... chấm. Chưa đến mấy câu, đám người này đã dùm beng cả lên, thiếu chút nữa còn muốn đánh nhau. Lấy đâu ra nhiều tên ngốc đến như vậy? Hạ Thiên nhếch miệng, trước kia, những người này chưa từng nghe nói qua, bây giờ toàn bộ xuất hiện. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, ngươi không có hứng thú với những người này, không biết cũng là chuyện bình thường. Tại sao vợ y lại biết bọn họ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì ta là người bình thường. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, thản nhiên đáp lại, đã học y, còn muốn lăn lộn trong giới y học, ân tình vãng lai hẳn không thể thiếu. Mặc dù ta không muốn qua lại với bọn họ, nhưng ta cũng chẳng muốn bị bọn họ ghi nhớ. Hạ Thiên không thể nào hiểu được vấn đề này, chúng ta chẳng cần để ý bọn họ là được. Nếu bọn họ dám chọc đến nàng, nàng cứ trực tiếp xử lý bọn họ là được rồi. Cho nên ta mới nói ta là người bình thường, Y Tiểu Âm trả lời. Hạ Thiên lắc đầu, thuận miệng nói, vợ y, thật ra nàng không cần nhượng bộ với bọn họ. Nàng càng lùi, bọn họ sẽ càng được một tấc lại tiến một thước. Chỉ bằng nàng cứ trực tiếp xử lý, đỡ tốn thời gian và công sức. Âm y môn của nàng không phải có người chuyên làm mấy chuyện này sao? Đó là chuẩn tắc làm người của ngươi, không phải của ta. Ta cũng không muốn làm như thế, Y Tiểu Âm đáp lại. Lương Diệu Trúc trừng mắt nhìn Hạ Thiên, miệng ngươi lúc nào cũng xử lý, ngươi rất lợi hại phải không? Nếu ngươi gặp được người ngươi không thể xử lý, khi đó ngươi sẽ làm sao? Chưa bao giờ gặp, Hạ Thiên đáp, nếu ta gặp được, vậy ta sẽ tìm ra nguyên nhân làm không xong, sau đó tiếp tục xử lý. Lương Diệu Trúc im lặng, ngươi đúng là cực phẩm. Đương nhiên, ta là cực phẩm đẹp trai, cực phẩm mạnh. Hạ Thiên cười hì hì, cho nên, ngươi đừng nên mê luyến ta. Ta ói, Lương Diệu Trúc cảm thấy khó chịu, làm ra tư thế muốn nôn, ngươi có thể dùng từ nào mới được hay không? Tuổi tác của ngươi cũng chỉ lớn hơn ta 1-2 tuổi, nói chuyện lại cứng nhắc như thế. Y Tiểu Âm bỗng nhiên cau mày, cười hỏi, ngươi cho rằng hắn bao nhiêu tuổi? Hắn cùng lắm cũng chỉ 23, 24 tuổi thôi, chẳng lẽ không đúng sao? Lương Diệu Trúc nghi ngờ hỏi lại, sau đó quay sang Hồ Hóa Vũ chứng thực. Hồ Hóa Vũ mỉm cười, giải thích với Lương Diệu Trúc, Diệu Trúc, để ta nói cho ngươi biết. Hạ Thiên xuất đạo từ 12 năm trước rồi. Lợi hại như vậy sao? Lương Diệu Trúc có chút không tin, lẩm bẩm, 12-13 tuổi đã xuất đạo, lúc đó ta mới đi theo Vạn Gia ra phân biệt dược thảo và trùng phổ. Hồ Hóa Vũ nhéo nhéo mi tâm của mình, lúng túng nhắc nhở, khi đó Hạ Thiên đã có rất nhiều vợ. Phạm pháp rồi, Lương Diệu Trúc bỗng dưng mở to mắt, chỉ vào Hạ Thiên, khi đó hắn cưới vợ có làm được cái gì? Hắn còn chưa phát dục hoàn toàn mà. Ngươi mới chưa phát dục hoàn toàn đấy. Hạ Thiên nghe xong, có chút đau răng, rốt cuộc ngươi ngu bao nhiêu thế, nghĩ mãi mà còn chưa ra. Hình dáng đã tệ, tại sao đầu óc cũng chưa được mở mang thế? Lương Diệu Trúc bất mãn nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Được rồi, để ta nói thẳng cho ngươi biết. Hồ Hóa Vũ cũng cảm thấy đứa em gái này của hắn ta hơi ngốc, mấy chuyện đơn giản như thế này cũng nghĩ không thông, năm nay Hạ Thiên ít nhất cũng đã 32 tuổi. 32 tuổi, Lương Diệu Trúc đã hiểu ra, nhưng hoài nghi lại càng đậm hơn, làm sao có thể? Da của hắn, còn có ánh mắt và trạng thái tinh thần, nhìn sao cũng chỉ giống như 20 tuổi. Uổng cho ngươi học y. Hạ Thiên lắc đầu, cảm thấy đầu Lương Diệu Trúc không thể cứu nổi, ta và các bà vợ của ta có thể duy trì trạng thái bề ngoài như thế này, thậm chí còn có thể trẻ hơn. Điều đó cũng chẳng có gì lớn lao. Lương Diệu Trúc mở to mắt, cảm nhận được sự xung kích, không phải thật chứ? Thật sự có loại y thuật đó sao? Tại sao ta chưa học qua? Vạn Gia Gia không dạy ta cái này? Đương nhiên là có. Hồ Hóa Vũ nói, chẳng qua người biết không nhiều,
vừa lúc Hạ Thiên là người lợi hại nhất, thậm chí có thể giúp người ta trường sinh bất lão. Có cần tán dương quá mức như vậy không? Lương Diệu Trúc vốn đã hơi tin nhưng nghe đến câu này thì lại không tin. Hạ Thiên nói, tin hay không tùy ngươi. Cho dù ngươi muốn học, ta cũng không dạy ngươi. Ai muốn học chứ? Hừ, ngươi nói giống như ngươi biết rõ vậy. Thật ra Lương Diệu Trúc vẫn muốn học. Trường sinh bất lão là gì? Nàng không quá hứng thú. Nhưng nếu trên thế giới này thật sự có y thuật giúp người ta giữ mãi tuổi thanh xuân, nàng nhất định sẽ duy trì dung mạo hiện tại của mình cả đời không thay đổi. Hạ Thiên lười nói thêm câu nào, nằm thẳng lên đùi Y Tiểu Âm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không hứng thú bất cứ chuyện gì cả. Lúc này, đủ loại đại lão trên đài đã diễn thuyết xong, thổi phồng lẫn nhau, sau đó mới chậm rãi tiến vào chính đề. Tại Hạ Hồ Mộc Vũ, là gia chủ tân nhiệm Hồ Gia Nam Cương. Rốt cuộc đến phiên Hồ Mộc Vũ đăng tràng, mái tóc của hắn ta trải láng có ong, mặc một bộ Âu phục xuất khí, hoàn toàn không hợp với bầu không khí hiện tại. Tuy nhiên, hắn ta vẫn còn đắm chìm trong dư vị làm gia chủ, cũng không phát hiện được điều này, bắt đầu thao thao bất tuyệt, y đạo là gì? Y kinh thượng cổ. Nói nhảm nhiều quá, Lương Diệu Trúc nghe đau cả đầu, thuận tay đẩy Hạ Thiên, tỉnh dậy đi, người tiếp tục cãi nhau với ta đi. Ngồi như vậy chán quá. Hạ Thiên lười biếng nói, ta không hứng thú nghe mấy tên ngu ngốc nói nhảm, cũng lười nói nhảm với ngươi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Một nam nhân tóc dài bỗng nhiên giận dữ, quay sang quát Hạ Thiên và Lương Diệu Trúc, đôi cẩu nam nữ các ngươi nói xong chưa? Mẹ nó, phiền chết đi được. Lương Diệu Trúc bị mắng đến ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng. Từ nãy đến giờ, các ngươi cứ lải nhải không dứt. Mẹ nó, lão tử nghe đủ rồi. Nam nhân tóc dài chỉ tay vào bốn người Lương Diệu Trúc, lớn tiếng quát tháo, các ngươi coi hội trường này là nhà của các ngươi sao? Muốn lải nhải thì về nhà các ngươi mà lải nhải. Trong những trường hợp công chúng như thế này không biết kiêng dè, một chút tố chất cũng không có. Các ngươi tính là thứ gì chứ mà cũng xứng chỉ điểm giang sơn, nói người khác ngu ngốc. Ta thấy các ngươi mới chính là thứ ngu ngốc nhất. Đúng đấy, ồn ào quá. Không biết tôn trọng người khác, cút ngay ra ngoài. Giọng nói của người này thật sự quá lớn, khiến người xung quanh đều đưa mắt nhìn sang. Thậm chí Hồ Mộc Vũ đang nói chuyện sang sảng trên đài cũng bị động tĩnh cắt đứt hào hứng. Lương Diệu Trúc rốt cuộc cũng phản ứng lại, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn nam nhân tóc dài, vừa rồi chúng ta có tán gẫu nhưng vẫn luôn hạ thấp giọng nói, không quấy rầy đến bất kỳ người nào. Bốn người chúng ta cộng lại đều không lớn bằng giọng của ngươi, ngươi mới chính là người cần suy nghĩ lại. Ái chà! Ngươi còn dám cắn ngược, gan của ngươi lớn nhỉ. Nam nhân tóc dài càng thêm giận dữ, các đại lão trên đài đều đang đọc diễn văn, tất cả mọi người đều tôn trọng, đám người các ngươi lại ngồi đây phỉ báng, nói y sư nơi này ngu ngốc, còn nói y thuật không bằng các ngươi. Đây chính là sự sỉ nhục đối với tất cả thầy thuốc chúng ta. Ngươi nhất định phải xin lỗi. Lỗ tai nào của ngươi nghe thấy chúng ta nói các y sư khác không bằng chúng ta? Lương Diệu Trúc khó hiểu hỏi. Ngươi còn không thừa nhận, ngón tay nam nhân tóc dài chỉ vào Hạ Thiên, chính là hắn nói tất cả mọi người là ngu ngốc, còn nói Hồ gia chủ trên đài ngu ngốc, thậm chí nói cái gì là hắn có thuật trường sinh bất lão, ta nhổ vào. Để tán gái, mấy lời này cũng nói ra được, đúng là không biết xấu hổ. Lương Diệu Trúc cười nhạo, nói với nam nhân tóc dài, chúng ta nói chuyện không lớn, ngươi đều nghe thấy hết. Tố chất của ngươi cao nhỉ, ngươi muốn ra mặt à? Ngươi bớt làm bộ đi, các ngươi đừng nói các ngươi không nói những lời đó nhé. Nam nhân tóc dài lạnh lùng nhìn Lương Diệu Trúc, thế nào, ngươi dám nói mà không dám nhận. Đúng đấy, nhìn tiểu cô nương có vẻ rất thành thật, nhưng lại không có đảm đương như vậy. Sỉ nhục toàn thể y sư, chẳng khác nào không có y đức, có cái gì tốt mà cần phải nói chứ. Mau đuổi bọn họ ra khỏi hội trường đi, thậm chí trục xuất khỏi giới y học Nam Bắc. Các ngươi đã làm mất mặt giới y học chúng ta. Bé con này nhìn lạ mắt quá, hẳn không phải người trong giới y học phía Bắc chúng ta. Phì, phía Nam cũng không có loại bác sĩ không có tố chất như thế. Con mẹ nó, người mắng ai vậy? Giới y học phía Nam không có khả năng có loại người như thế, khẳng định là người phía Bắc các ngươi. Bầu không khí càng lúc càng ầm ĩ, mấy câu mắng chửi cũng càng lúc càng khó nghe. Dù sao Lương Diệu Trúc cũng là tiểu cô nương, cũng chưa trải qua tình huống như thế này,
nhất thời bị quần tình xúc động hù ngã, thiếu chút nữa khóc to lên. Này, ngươi nói một câu đi chứ. Lương Diệu Trúc đành phải nhìn Hạ Thiên, bọn họ mắng khó nghe như thế, ngươi tuyệt không quan tâm. Hạ Thiên nhếch miệng, nói gì chứ? Ta đã nói từ sớm rồi, bọn họ chính là một đám ngu ngốc. Bọn họ chỉ đang muốn tìm thời cơ quấy rối, giải thích với bọn họ chỉ tổ lãng phí nước bọt mà thôi. Diệu Trúc, ngươi còn quá trẻ, tính cách còn phải rèn luyện lại. Hồ Hóa Vũ cũng nhìn ra được dụng tâm của những người này. Nhân vật đại diện của giới y học Nam Bắc đều đang ở đây, là thời cơ tốt cho đám người hữu tâm, chỉ là đám người đó đã chọn sai đối tượng. Lương Diệu Trúc không phục, nói với Hồ Hóa Vũ, Vũ ca, người nói nghe nhẹ nhàng quá. Người thử ứng phó tình huống này đi. Đúng như Hạ Thiên nói, mấy chuyện này không cần để ý đến. Hồ Hóa Vũ cười nhẹ, chỉ cần ngươi không để ý đến bọn họ, ai là thằng hề, tất nhiên không cần nói cũng biết. Ngươi mắng ai là thằng hề? Nam nhân tóc dài giận tím mặt, tiến lên hai bước chỉ vào Hồ Hóa Vũ, tiểu tử, ngươi thuộc nhà nào, bệnh viện nào, tông môn nào? Ngươi có dám xưng tên ra hay không? Hồ Hóa Vũ bắt chéo chân, cười nhạt, ngươi nhất định bắt ta phải báo ra gia môn truyền thừa. Thế nào, ngươi còn muốn dùng gia môn của ngươi hù ta sợ? Nam nhân tóc dài được người chung quanh ủng hộ, càng thêm càn rỡ, các ngươi dám bất kính với gia chủ Hồ gia. Đó chính là bất kính với Hồ gia, cũng là bất kính với toàn bộ giới y học Nam Cương. Các ngươi nhất định phải xin lỗi. Nếu không, việc này không xong đâu. Vừa dứt lời, lập tức có 5-3 người đứng lên phụ họa. Đúng vậy, không xong đâu. Ở Nam Cương mà còn dám bất kính với Hồ gia, người đúng là không biết sống chết. Đại lão y giới hai miền Nam Bắc vẫn còn đây, người còn dám ngông cuồng như thế. Đám người này hiển nhiên muốn trói Hồ gia vào trận doanh của bọn họ, sau đó bức bách 4 người Hồ Hóa Vũ khuất phục bọn họ. Cho dù bọn họ không khuất phục, chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng nhất định, mục đích gây sự của bọn họ cũng đạt được. Hồ Hóa Vũ cười nói, các ngươi nói rất đúng. Bây giờ ta xin gửi lời xin lỗi đến gia chủ Hồ gia trên đài, nhưng các ngươi cũng nên hỏi hắn ta có dám tiếp nhận lời xin lỗi của ta hay không. Hừ. Ngươi còn dám khoác lác như thế? Nam nhân tóc dài cười lạnh, ngươi tưởng mình là đại nhân vật gì chứ? Đại nhân vật chân chính đều đang ngồi trên đài. Hạ Thiên lười biếng nói, đám ngu ngốc trên đài không tính là đại nhân vật gì, chỉ có thể miễn cưỡng được xem có chút bản lãnh mà thôi. Mọi người có nghe thấy không? Nam nhân tóc dài kích động giơ tay, thu hút càng nhiều người chú ý hơn, đây chính là lời hắn tự nói ra, ta cũng không nói xấu bọn họ. Hồ gia chủ. Người cũng nghe thấy rồi đấy, bọn họ hoàn toàn không để những người có mặt ở đây vào mắt. Chỉ một chút việc nhỏ thôi mà, mọi người không cần để ý. Đại hội sắp bắt đầu rồi. Mặc dù Hồ Mộc Vũ đã lên làm gia chủ nhưng cũng chỉ mới một đêm, đương nhiên không dám xung đột với đích mạch Hồ gia là Hồ Hóa Vũ, cũng không muốn xung đột với Hạ Thiên trong trường hợp công khai như thế này. Hắn ta cười ha hả, muốn nhanh chóng lướt qua chuyện này. Tuy nhiên, đám người kia nhận tiền mà đến, làm sao có thể để chuyện này dễ dàng bỏ qua như thế? Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bỏ qua cho bọn họ. Quả nhiên, nam nhân tóc dài vung tay hét lớn, mặc dù đây chỉ là việc nhỏ nhưng đó lại là sự sỉ nhục rất lớn đối với giới y học Nam Bắc. Vừa rồi mọi người cũng nghe hắn nói rồi đấy. Hồ gia chủ, ta thật sự không hiểu vì sao ngươi lại thiên vị bọn họ đến như vậy. Đó không phải là thiên vị. Chỉ là không cần thiết chỉ vì những việc như thế này mà làm chậm trễ tiến trình đại hội. Hồ Mộc Vũ cũng cảm thấy đám người này hơi lạ, đành nhắc nhở, hôm nay là đại hội giao lưu y giới Nam Bắc khó có được, mọi người nên tập trung tinh lực trên đài, giao lưu y thuật nhiều hơn và... Ta không đồng ý với lời nói của Hồ gia chủ. Nam nhân tóc dài cắt ngang lời Hồ Mộc Vũ, cao giọng nói, cũng chính vì thế, chúng ta lại càng phải nói rõ chuyện này. Đồng thời giới y học phía Bắc lặn lội xa xôi đến Nam Cương đã là nể mặt chúng ta, kết quả lại bị mấy tên tiểu nhân vật như thế này sỉ nhục, nhưng không có ai đứng ra chủ trì công đạo, như thế chúng ta dựa vào cái gì để tin tưởng đại hội này là công bằng. Đúng vậy, nhất định phải nói cho rõ ràng, không công bằng, vậy chúng ta giải tán, còn mở đại hội gì nữa? Yêu cầu người này nói lời xin lỗi, trục xuất khỏi y giới, sau đó bảo bọn họ cút xéo. Dù sao Hồ Mộc Vũ cũng vừa mới lên làm gia chủ,
đối với mấy tình huống đột nhiên xuất hiện như thế này có chút chuẩn bị không đủ, đành phải đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Trịnh Hưởng Sơn và Dược Vạn Tâm. À, ta nhớ rồi, ta nhận ra bọn họ. Lúc này, trong đám người có người hợp thời cao giọng hét to, mấy người này dường như đều là người của Hồ Gia, trong đó có một người mấy ngày trước còn là đại diện gia chủ Hồ Gia, tên Hồ Hóa Vũ. Ba người còn lại cũng đã từng gặp qua ở Hồ Gia. Thì ra, ta đang không biết vì sao Hồ Gia chủ lại không xử lý bọn họ, thì ra là còn có mối quan hệ này. Nam nhân tóc dài làm ra vẻ bừng tỉnh, thì ra là người một nhà. Thái độ của Hồ Gia đối với đồng nghiệp y giới Nam Bắc là như thế này sao? Thái độ đó khiến tâm ta phát lạnh, uổng cho ta còn xem Hồ Gia là từ mẫu y giới nữa chứ. Hồ Gia tổ chức đại hội như thế này, đoán chừng cũng không có ý tốt, mọi người giải tán đi. Đúng, chúng ta đừng bị Hồ Gia lừa, ta đã sớm nghe nói mấy lần đại hội trước đã có người chết. Chẳng những chết người, nghe nói bệnh viện hay tông môn của y sư đã chết đều biến mất một cách khó hiểu. Đúng là đáng sợ, bây giờ ta muốn rời khỏi Nam Cương. Nhất thời, hội trường loạn xì ngầu, dưới sự kích động của một số người, bắt đầu có người muốn rút lui. Trên đài, Hồ Mộc Vũ khóc không ra nước mắt. Đây là lần công khai biểu diễn đầu tiên của hắn ta sau khi lên làm gia chủ, tại sao lại biến thành như thế này? Hồ Hóa Vũ rõ ràng cố ý khiến cho hắn ta khó xử mà. Có thể nhẫn chứ không thể nhịn. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi, đừng để người khác nhìn y giới phía Bắc chúng ta thành trò cười. Lúc này, Dược Vạn Tâm bỗng nhiên lên tiếng, mặc dù âm thanh không cao nhưng lại rất rõ ràng bên tai mọi người. Chỉ một câu. Đám y sư la hét muốn rút lui đều yên tĩnh lại, đám còn lại vẫn còn đánh trống reo hò tất nhiên rất chói mắt. Những người kia lại trách móc vài câu, phát hiện không ai hùa theo mình, đành phải yên tĩnh trở lại. Y giới Nam Cương không có loại người không để ý đại cục. Trịnh Hưởng Sơn chậm rãi nói, chỉ chút chuyện nhỏ này mà đòi rút lui, chỉ sợ người đó đang có tâm tư muốn phá hỏng đại hội. Nếu ai còn nói mấy lời đó nữa, người đó cứ đứng trước mặt ta mà nói. Không ai trả lời. Nam nhân tóc dài vẫn không chịu phục, thế đám người kia sỉ nhục đồng nghiệp y giới Nam Bắc cứ như vậy mà cho qua. Không ai nhắc đến chuyện này là được. Nếu các vị còn tin tưởng lão phu, các vị cứ giao cho lão phu xử lý. Dù sao Dược Vạn Tâm cũng là người cao tuổi nhất ở đây, danh vọng cũng nặng nhất. Có không ít y sư phía Bắc nhận được ân trạch của ông, tất nhiên là nghe ông nói rồi. Về phần y sư phía Nam, cũng không ai phản đối. Bởi vì Trịnh Hưởng Sơn đã đồng ý để Dược lão ra mặt giải quyết việc này. Vị hậu sinh này, người hẳn là cháu trai của Hồ Tiểu Muội. Dược Vạn Tâm cúi người nhìn Hồ Hóa Vũ, cười nói, ta và bà của ngươi Hồ Tiểu Thúy cũng được xem là người quen cũ. Ngươi đã là người họ Hồ, đương nhiên sẽ không có tâm tư sỉ nhục y giới Nam Cương, nhất định cũng sẽ không phỉ báng y giới phía Bắc. Đương nhiên là không rồi. Hồ Hóa Vũ cung kính trả lời. Dược lão luôn là thần tượng trong lòng ta. Sư phụ ta Vạn Quy Nhân Vạn Tiên Sinh cũng thường xuyên khen ngợi ngài. Ồ, thì ra còn là đồ đệ của Vạn Tiểu Quỷ. Dược Vạn Tâm cười khẽ, chẳng lẽ ngươi đã tiến vào quỷ y môn? À, ngươi là người Hồ Gia, đương nhiên sẽ không gia nhập môn phái khác. Ông ấy chỉ là thầy của ngươi mà thôi. Đúng, nhưng ta cũng chỉ xem ông ấy là ân sư duy nhất. Hồ Hóa Vũ chỉ vào Lương Diệu Trúc, vị này là em họ của ta, tên Lương Diệu Trúc, cũng học y thuật dưới cờ sư phụ ta. Được rồi, Dược Vạn Tâm chuyển sang nhìn Y Tiểu Âm và Hạ Thiên, hai vị nhìn rất quen mặt. Nếu lão phu nhớ không lầm, một vị là môn chủ đương nhiệm của âm y môn Y Tiểu Âm, vị còn lại chính là Hạ Thiên của tập đoàn thần y. Hạ Thiên lười biếng đáp, đúng, ta chính là Hạ Thiên, đây là vợ y của ta. Lão đầu. Người có gì chỉ giáo không? Chỉ giáo thì không dám nhận. Dược Vạn Tâm bỗng nhiên nhảy lên, sau đó rơi xuống trước người Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, chỉ là có món nợ cũ, muốn nói rõ với hai vị, không biết hai vị có rảnh không? Tiên Vân Đại Lục, thôn Chu Quốc. Khi Sở Giao và Vương Tiểu Nha tiến vào đất nước này, bọn họ còn tưởng rằng mình đến nhầm địa điểm. Các nàng xuất phát từ Lam Kinh, rõ ràng đã tiến vào thu, trong thành khắp nơi đều là lá vàng. Nhưng nơi này rõ ràng đều là mùa xuân, cảnh tượng vô cùng phồn vinh. Nơi này nhìn hơi giống Giang Nam ở trái đất, Vương Tiểu Nha vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trên mặt sông yên tĩnh đậu đầy những phường thuyền xanh xanh đỏ đỏ, trên thuyền thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng ngâm sướng, tiếng cười, quả thật khiến cho bọn họ có ảo giác như đang ở Tô Hàng. Sở Giao cũng không có hứng thú quá lớn đối với điều này. Nàng bĩu môi nói, chán quá. Thất tỷ tỷ, khi nào thì chúng ta cập bờ? Ngồi đối diện hai người là một nữ tử áo trắng lịch sự tao nhã, nàng mỉm cười nói, còn nửa ngày nữa là đến đô thành thôn Chu Quốc, đến lúc đó chúng ta có thể xuống thuyền. Nữ nhân này tên Khương Thanh Nguyệt, xuất sư phiếu Miểu Tiên Môn, là sư tỷ của Nguyệt Thanh Nhã, hiện tại đã thăng lên làm trưởng lão, xếp hạng thứ 7 trong môn. Cho nên Sở Giao và Vương Tiểu Nha mới gọi nàng là thất tỷ tỷ. Dù sao Sở Giao và Vương Tiểu Nha cũng chưa trưởng thành cho lắm, tính cách khá hoạt bát, không chịu ràng buộc. Một khi thoát khỏi Cương, rất khó mà thu trở về. Cho nên, Nguyệt Thanh Nhã mới chọn Khương Thanh Nguyệt đi theo hai nàng, tránh cho các nàng ham chơi mà quên cả nhiệm vụ. Thất tỷ tỷ, có tung tích gì của Vạn Hỏa giáo hay không? Vương Tiểu Nha nhìn một hồi, quay đầu lại hỏi. Khương Thanh Nguyệt cau mày, tuy nhiên giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, căn cứ theo tình báo, quốc vương nơi này đã 10 năm chưa lên triều. Ông ta xây dựng một tà miếu ở hậu cung, bên trong thờ phụng chính là tà thần của Vạn Hỏa giáo. Khi chúng ta điều tra bước kế tiếp, ông ta bỗng nhiên mất tích, rất có thể là ông đã bị bại lộ, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Sở Giao chớp mắt, kinh ngạc nói, ngay cả quốc vương mà cũng bị bọn họ thu phục. Tà giáo này cũng quá lợi hại đi. Đừng có dùng từ thu phục như vậy. Vương Tiểu Nha lắc đầu, hơi cảm khái, ta bị phu quân thu phục là chuyện bình thường. Một quốc vương phế vật gia nhập tà giáo mà gọi là thu phục gì chứ, chỉ có thể nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mà thôi. Sở Giao nhìn Vương Tiểu Nha, ta lười tranh cãi với ngươi. Ngươi nói sao thì chính là vậy. Ồ, ngươi chịu nhượng bộ sao? Lạ à nha, Vương Tiểu Nha hơi kinh ngạc nhìn Sở Giao, ngươi không phải bị người ta đoạt xá chứ? Hay là anh hùng hảo hán nào mượn cơ thể của ngươi trọng sinh? Nào, để ta kiểm tra lại cơ thể của ngươi một chút. Tránh qua một bên, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Bản tính của Sở Giao lại bộc lộ, chỉ vào Vương Tiểu Nha, chúng ta ra ngoài làm việc chứ không phải đi chơi, ngươi cần phải nghiêm túc lại. Vương Tiểu Nha gật đầu, ta rất nghiêm túc, nếu chẳng may ngươi bị người ta đoạt xá, phu quân ngủ với ngươi, chẳng phải thua thiệt rồi sao? Không đúng. Hẳn là kiếm lời, mà cũng không đúng. Ta mặc kệ ngươi, Sở Giao nhếch miệng, khó trách Tô Bối Bối thường xuyên muốn đánh ngươi. Là vì nàng ấy ghen ghét với ta, Vương Tiểu Nha không khỏi đắc ý, hơn nữa, nàng ấy chẳng có lần nào đánh thắng ta cả. Sở Giao mỉm cười, hơi trêu chọc, chưa chắc, ta thấy có mấy lần ngươi bị nàng ấy đuổi theo đánh. Đó chẳng qua chỉ vì ta yếu thế mà thôi, Vương Tiểu Nha tuyệt không cảm thấy mất mặt. Liền giải thích, về sau ta không phải đã tính sổ được rồi sao? Sở Giao giễu cợt, đó là vì ngươi tìm phu quân, chịu khó mất mặt song tu giữa ban ngày. Nói giống như ngươi chưa từng làm qua điều đó vậy. Vương Tiểu Nha không chút yếu thế chừng mắt nhìn Sở Giao, hơn nữa, là phu quân ta mà, ta muốn song tu thì song tu, chẳng quan tâm nó là ban ngày hay ban đêm, ta cao hứng là được. Mặc dù tuổi tác của Khương Thanh Nguyệt lớn hơn hai nàng, nhưng từ nhỏ nàng đã tu hành, đến nay cơ thể vẫn còn trong trắng, nghe hai người thảo luận một cách không kiêng nể chuyện song tu như thế, không khỏi thẹn đỏ mặt, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy điều gì. Cao hứng có làm được gì? Sở Giao xúc động nói, phu quân ở trái đất, với tính cách của hắn, nhất định lại thua một sóng lớn hậu cung. Tô Bối Bối tuyệt đối trốn không thoát. Vương Tiểu Nha nghĩ đến điểm này cũng phải nghiến răng, không cần nghĩ. Nàng ấy nhất định sẽ câu dẫn phu quân. Trước kia ta đã nhìn ra nàng ta có ý đồ với phu quân, nhưng vẫn cắn chết không chịu thừa nhận. Lúc này, nàng ta nhất định đang ôm ấp phu quân rồi. Chúng ta không có ở đó, đúng là không ai có thể đoạt của nàng ấy. Sở Giao bất đắc dĩ giang tay, chỉ hy vọng phu quân có thể tập trung một chút, sớm học được nghịch thiên bát châm, như vậy chúng ta không cần chia tách nữa. Vương Tiểu Nha suy nghĩ một hồi. Sau đó lắc đầu, ta nghĩ nó đã bị dừng lại rồi. Đúng vậy, hẳn là đã dừng lại rồi. Sở Giao nghĩ lại hình ảnh cố gắng tu hành của Hạ Thiên, cảm thấy có chút không được phù hợp với thực tế, trừ phi thật sự có người trong liên minh tu tiên xuất hiện trước mặt hắn, kích thích hắn, như vậy hắn mới có thể tập trung tu hành. Dạ tỷ tỷ và Triệu tỷ tỷ không phải đã đến đó sao?
Vương Tiểu Nha thuận miệng nói, bọn họ nhất định sẽ dẫn đạo phu quân sớm một chút học được đệ bát châm. Thôi thì cứ hy vọng, Sở Giao có chút chờ mong, tuy nhiên chúng ta cũng phải nhanh lên, mau chóng gia tăng bản thân, làm tốt tất cả chuẩn bị. Nếu không, khi phu quân đến, chúng ta lại theo không kịp, còn phải ỷ vào hắn. Như vậy sẽ cản trở lắm. Trí thông minh của Vương Tiểu Nha rất cao. Mặc dù nàng ham chơi nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ, ánh mắt không hề thiển cận, mặc dù luyện công bên cạnh phu quân rất thoải mái, nhưng chỉ dựa vào đó mà gia tăng bản thân, xác thực còn thiếu rất nhiều. Sau khi giải quyết Vạn Hỏa giáo xong, chúng ta đi tìm Nguyệt tỷ tỷ, xem phiếu miểu tiên môn có môn công pháp nào thích hợp cho chúng ta tu luyện hay không. Sở Giao đề nghị, chúng ta giám sát lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Được, Vương Tiểu Nha đưa tay ra đánh một cái vào tay Sở Giao, xem như chấp nhận lời đề nghị của nàng. Lúc này, trên sông bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, tiếp theo từ xa có thứ gì đó dùng tốc độ cực nhanh lao trên mặt sông, khiến tất cả thuyền phường đều bị đụng ngã, không ít người ngã vào trong nước. Chuyện gì xảy ra thế? Vương Tiểu Nha nhìn sang, lập tức nhìn thấy vật kia hình như là một cây gỗ, bên trên còn đứng một người. Khương Thanh Nguyệt chưa từng gặp qua cảnh tượng này, cũng may trước đó nàng đã đọc qua tư liệu thôn Chu Quốc. Nàng cẩn thận nhớ lại, liền nói, hình như đây là loại thuyền thủy tốc đặc biệt ở đây, dùng thân cây phù nguyệt chế tạo thành, có thể nổi trên mặt nước. Chỉ cần rót linh lực vào là có thể lướt đi trên mặt nước, có đôi khi thậm chí còn nhanh hơn cả phi kiếm. Cho nên nói, đây chính là xe đua phiên bản dị giới. Vương Tiểu Nha nghiêng đầu nhìn Sở Giao, Sở tỷ tỷ, người gặp được người cùng sở thích rồi đấy. Khi còn ở thành phố Giang Hải, không phải ngươi là tiểu thái muội đua xe sao? Ngươi câm miệng cho ta. Sở Giao khó chịu trừng mắt Vương Tiểu Nha, mặc dù đối phương nói không sai. Năm đó, nàng cũng vì đua xe nên mới gặp Hạ Thiên. Không bao lâu sau, trên mặt nước có mấy chiếc thuyền lao nhanh đến, huyên náo đến mức người ngửa thuyền lật trên mặt sông. A! À, lúc này, gần đó truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Sở Giao vội nhìn sang. Phát hiện khi những người này lái thuyền thủy tốc lướt qua một cây cầu, đã cố ý cắt cây cầu thành hai đoạn. Mấy đứa bé trên cầu không kịp chạy trốn, rớt từ trên cầu rớt xuống. Ai cứu con gái ta dùm với? Bên cạnh cầu có một đại thẩm mở to mắt đến muốn rách cả mí, khóc ồ lên. Sở Giao nhìn thấy, cảm thấy khó chịu, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đã đến dưới cầu tiếp được bé gái kia, sau đó vặn người giữa không trung nhảy lên trên bờ. Giao lại đứa bé còn chưa tỉnh hồn cho mẹ của nó. Vị đại thẩm kia thiên ân vạn tạ Sở Giao, dập đầu liên tiếp mấy cái, sau đó vội vàng chạy trốn. Các ngươi là ai? Các ngươi làm như vậy không biết sẽ hại chết người sao? Sở Giao căm tức nhìn băng đảng đua xe dị giới, nghiêm túc quát hỏi. Đám người chân đạp thuyền thủy tốc nghe xong, lập tức ngừng lại, trong đó có một gã công tử trẻ tuổi mặc quần bó màu đen. Khó chịu quát lớn, ngươi tính là gì mà cũng xứng giáo huấn bổn vương. Người này chính là Tam Vương Tử thôn Chu Quốc, tên Giang Vô Cứu, tính cách kiệt ngạo bất tuần, được xem là hoàn khổ số một thôn Chu Quốc. Khương Thanh Nguyệt nhảy từ trên thuyền xuống, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Sở Giao, nhẹ giọng nói. Sở Giao lạnh lùng nói, vương tử thì thế nào? Chẳng lẽ vương tử thì có thể tùy ý làm bậy, không xem trọng bách tính hay sao? Ngươi nói đúng. Giang Vô Cứu cười ha hả, chỉ vào Sở Giao, bách tính tính là người sao? Đương nhiên không tính rồi. Bọn họ chẳng qua chỉ là heo chó mà Giang gia ta nuôi nhốt mà thôi. Bổn vương đùa giỡn với bọn họ một chút thì có làm sao? Cho dù ta giết bọn họ, đó cũng là vinh hạnh cả đời của bọn họ. Nói nhảm hay thật, ta thấy ngươi mới là heo chó đấy. Khi còn ở trái đất, Sở Giao thường xuyên đua xe, nhưng cũng chỉ là theo đuổi tốc độ mà thôi. Nàng luôn tìm những khu vực không người, hoặc những bãi đua xe đặc biệt. Giống như cái loại không nghĩ đến người khác, mạnh mẽ đâm tới, thậm chí lấy đụng người làm niềm vui, nàng chưa từng suy nghĩ qua, cũng không nghĩ đến lại gặp được loại người như vậy ở Tiên Vân Đại Lục. Ngươi không phải người của thôn Chu Quốc, Giang Vô Cứu lặng lẽ đánh giá Sở Giao, dáng dấp rất đẹp, chỉ bằng ngươi làm vương phi của ta, như thế nào? Vương Tiểu Nha ngồi trên chiếc cầu gãy, lắc lư chân của mình. Cười nói, dáng dấp của ta cũng rất đẹp, chỉ bằng ngươi cũng cho ta làm vương phi của ngươi, như thế nào? Chà, hôm nay bổn vương có số đào hoa hay sao vậy?
Giang Vô Cứu quay lại nhìn Vương Tiểu Nha, ánh mắt sáng lên, cười hèn, vừa ra khỏi cửa đã gặp được hai đại mỹ nhân, chuyến đi này đúng là không tệ. Mỹ nhân muốn làm vương phi sao? Còn không đơn giản à, bổn vương đồng ý với ngươi. Đừng nóng vội, Vương Tiểu Nha cười nói, dáng dấp của ta và tỷ tỷ ta đẹp như vậy, sao có thể dễ dàng để ngươi có được như thế, nhất định là phải có điều kiện. Ngươi có điều kiện gì thì cứ nói. Giang Vô Cứu nghe đến có điều kiện, vẻ mặt chẳng hề quan tâm, mặc kệ là vàng bạc châu báu, hay là linh đan rượu dược, ngươi muốn bao nhiêu, bổn vương đều có thể thỏa mãn cho ngươi. Vương Tiểu Nha lắc đầu, mấy thứ này tục quá, chúng ta chướng mắt. Chỉ bằng chúng ta tranh tài, ngươi thắng, ta trở thành vương phi của ngươi. Nếu ngươi thua, ngươi phải cho ta một thứ, mà thứ này sẽ do ta quyết định. Dễ nói, Giang Vô Cứu đồng ý ngay, nhưng vẫn lưu lại một tâm nhãn, nếu bổn vương thua, ngươi muốn cái gì? Vương Tiểu Nha cười nói, đương nhiên là muốn mạng của ngươi. Ha 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 ha. Giang Vô Cứu ngửa đầu phá lên cười, mỹ nhân ơi, ngươi nói chuyện nghe thú vị thật, bổn vương rất thích. Cứ quyết định như vậy đi, Vương Tiểu Nha mỉm cười. Giang Vô Cứu không thể chờ đợi tốt, ngươi nói đi, chúng ta so cái gì? Đội trưởng hộ vệ sau lưng lên tiếng nhắc nhở, Tam Điện Hạ, ngài nên cẩn thận thì tốt hơn. Ba nữ tử này lai lịch không rõ, chỉ sợ có mưu đồ. Biến, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Giang Vô Cứu bất mãn chừng mắt nhìn đội trưởng hộ vệ, cho dù có mưu đồ, mỹ nhân xinh đẹp như vậy thì có ý đồ gì xấu chứ? Vương Tiểu Nha nói tiếp, không, ta thật sự có ý đồ xấu đấy, không phải trò đùa đâu. Nếu ngươi thua thật, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Thật sao, vậy bổn vương càng thêm mong đợi, có thể được một mỹ nhân như ngươi lấy đầu, đây cũng là một chuyện may mắn. Giang Vô Cứu vẫn không cho là thật. Một mặt bởi vì nơi này là thôn Chu Quốc, còn hắn ta là Tam Vương Tử. Mặt khác bản thân hắn ta là tu tiên giả, cảnh giới còn không thấp. Vương Tiểu Nha gật đầu, người có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn. Nói thẳng đi, so cái gì? Giang Vô Cứu mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Sở Giao và Khương Thanh Nguyệt, các ngươi tiến lên cùng một lúc hay chỉ có một mình ngươi? So thuyền thủy tốc của ngươi đi, cũng đừng phức tạp quá. Cứ trực tiếp định vị khoảng cách, ai đến trước thì người đó thắng. Vương Tiểu Nha chỉ vào Sở Giao, nàng ấy sẽ đại diện ba người chúng ta đấu với ngươi. Nếu ngươi thắng, ba người chúng ta đều thuộc về ngươi. Nếu ngươi thua, đầu của ngươi sẽ thuộc về chúng ta. Sở Giao nhìn Vương Tiểu Nha, thấp giọng hỏi, ngươi đang muốn giở trò quỷ gì thế? Không phải giở trò quỷ, dù sao chúng ta cũng đang rảnh rỗi, bồi tên ngốc này chơi vậy. Vương Tiểu Nha mỉm cười nói với Sở Giao, trước kia không phải ngươi thường xuyên đua xe sao? Hôm nay ngươi bồi tên tiểu tử đó đua thuyền đi, ngươi sẽ không cho rằng mình sẽ thua hắn ta chứ? Sở Giao đương nhiên sẽ không cho rằng nàng sẽ thất bại, chỉ dựa vào tên ngốc đó, ta có thể bỏ xa hắn ta 18 con phố, hắn ta không thể nhìn thấy được khói xe của ta nữa là. Như vậy chẳng phải kết thúc rồi sao? Vương Tiểu Nha vô cùng tin tưởng Sở Giao. Người đua xe trâu bò như thế, không có lý gì sau khi tu tiên, ngược lại đấu không thắng mấy chuyện nhỏ nhoi này. Được rồi, Sở Giao gật đầu đồng ý, vậy thì đấu đi. Giang Vô Cứu lập tức mừng rỡ, quá tốt rồi, lão thiên gia thật sự đối xử không tệ với bổn vương. Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn ta quay sang dặn dò đội trưởng cận vệ, Trương Lão Tam, bây giờ ngươi trở về giết sạch nữ nhân trong hậu cung của ta. Có hai đại mỹ nhân này rồi. Đám dung chi tục phấn đó giữ lại cũng chẳng dùng. Tam Điện Hạ, cái này, vị Trương đội trưởng mở to mắt, thậm chí hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm, chẳng lẽ Vương Phi cũng, đây chính là con gái của tể phụ Vương Đại Nhân đấy. Đương nhiên giết luôn, nữ nhân kia ngày nào cũng quản cái này quản cái kia, bổn vương đã sớm phiền chết rồi. Giang Vô Cứu cũng không cảm thấy lời hắn ta nói có vấn đề gì, ngược lại còn răn dạy thuộc hạ, nữ nhi của Vương Lão Tặc thì không thể giết sao. Chờ bổn vương kế thừa vương vị, người đầu tiên ta làm thịt chính là cả nhà lão tặc này. Con mẹ nó, toàn gia đều là cẩu vật xen vào việc của người khác. Đây là thiên hạ của Giang gia, cần chi đám người vương gia bọn họ quản rộng như vậy. Lần này không chỉ Trương đội trưởng, những người đi theo sau lưng Giang Vô Cứu cũng kinh ngạc. Vương tể phụ là trọng thần quyền nghiêng triều chính, trong khoảng thời gian không có quốc vương này, ông ta chẳng khác gì hoàng đế.
Ở trong nước, gần như không người nào dám bất kính với vương gia. Tam điện hạ dường như càn rỡ quá mức rồi. Giang Vô Cửu khinh thường, quay lại nhìn Trương đội trưởng, thấp giọng nói, nếu ngươi không làm, vậy ngươi chết thay nàng ta đi. Nếu ngươi cảm thấy đáng tiếc, nữ nhân đó thưởng cho ngươi, ngươi chơi chán thì giết cũng được. Rõ, Trương đội trưởng không còn do dự nữa, ngược lại còn trở nên hưng phấn dị thường, đa tạ điện hạ. Mặc dù lời nói rất nhỏ nhưng làm sao có thể che giấu được ba tu tiên giả Sở Giao. Vốn bọn họ chỉ cho rằng Giang Vô Cửu là một tên hoàn khố, nghĩ không ra hắn ta còn là cẩu vật không chút nhân tính. Hai vị mỹ nhân, bổn vương rất thích các ngươi. Giang Vô Cửu thậm chí còn có chút tranh công, nói với Sở Giao và Vương Tiểu Nha, trước kia, bổn vương tìm được một mỹ nhân mới sẽ trở về giết chết một nữ nhân chơi chán. Nhưng vì hai người các ngươi, bổn vương có thể làm thịt toàn bộ đám hàng nát ở hậu cung. Đây chính là vinh quang vô thượng của các ngươi. Đúng là đầu óc có bệnh. Sở Giao không chút khách sáo mắng to, ngươi xem mạng người như cỏ rác, lại còn nói nhẹ đến như vậy, ngươi thật đúng một chút nhân tính cũng không có. Nhân tính, ngươi đừng làm rộn. Giang Vô Cửu cười ha hả, nói với Sở Giao, bổn vương nhìn thấy trên người các ngươi có linh khí, hẳn các ngươi cũng là tu tiên giả. Nếu là tu tiên giả, các ngươi cũng nên biết phàm phu tục tử đối với tu tiên giả chẳng qua chỉ là chó rơm mà thôi. Sở Giao lạnh lùng nói, ta thấy ngươi mới là hạng người không bằng heo chó. Chửi hay lắm, Giang Vô Cửu nở nụ cười tà dâm, ngươi mắng càng hung ác, bổn vương lại càng có nhục dục chinh phục. Đến lúc đó, chơi sẽ càng hưng phấn hơn. Vương Tiểu Nha cười nói với Sở Giao, cho nên ngươi cần chi phải tức giận với hắn ta, cứ chơi với hắn ta, cho hắn ta biết cái gì gọi là chênh lệch, sau đó xử lý hắn ta, không phải rất tốt sao? Tuy tính cách của Sở Giao cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng dù sao nàng cũng đã trưởng thành hơn một chút, biết có đôi khi không thể tùy ý làm bậy. Nàng quay sang nhìn Khương Thanh Nguyệt, thất tỷ tỷ, giết tên cặn bã này có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta hay không? Mục tiêu của chúng ta là Vạn Hỏa Giáo. Khương Thanh Nguyệt thản nhiên nói, người và chuyện còn lại không quan trọng. Sở Giao lập tức hiểu rõ. Xử lý thì xử lý, có gì ghê gớm đâu. Vương Tiểu Nha lại không cho rằng đây là chuyện quan trọng, một vương tử thôi mà, nếu ai dám có ý kiến, chúng ta cứ diệt sạch vương tộc quốc gia rách nát này. Sở Giao im lặng nhìn Vương Tiểu Nha, người đúng là nhận được chân truyền từ phu quân. Đó là đương nhiên rồi. Vương Tiểu Nha xem lời này trở thành sự khích lệ, chẳng lẽ ngươi không muốn dạy cho đám ngu ngốc này một bài học sao? Dạy, đây không phải phong cách của ta. Sở Giao lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự giận dữ, loại người không bằng heo chó, xóc xương lóc thịt cũng không đủ. Tuy nhiên, trước khi xử lý hắn ta cũng nên chơi đùa một chút, để hắn ta biết được cái gì gọi là đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, muốn chết cũng khó. Giang Vô Cửu cũng không nghe thấy ba người Sở Giao truyền âm, chỉ cười nói, hai vị mỹ nhân, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi, Sở Giao lười lãng phí thời gian, không cần chuẩn bị. Đúng là sảng khoái, Giang Vô Cửu vỗ tay, nói với người phía sau, các ngươi mau đưa đến cho Tân Vương Phi một con thuyền thủy tốc tốt nhất. Bổn vương phải bồi nàng chơi một chút, các ngươi không cần đi theo. Đám người kia ở cùng với Giang Vô Cửu một thời gian dài. Làm sao mà không hiểu Giang Vô Cửu chẳng phải muốn thi đấu gì cả, chỉ là muốn tìm cơ hội thịt trước một mỹ nhân, lập tức ngầm hiểu nhường lại mấy chiếc thuyền thủy tốc để Sở Giao chọn lấy một cái. Sở Giao cũng không hiểu rõ loại thuyền thủy tốc này cho lắm nhưng cũng không tìm hiểu quá kỹ, tùy ý chọn một cái, được rồi. Con sông này chạy dài mười mấy vạn dặm, nếu chạy hết sẽ rất tốn thời gian. Giang Vô Cửu tươi cười nhìn Sở Giao, nếu không, chúng ta so đấu với nhau 3.000 dặm. Vừa đi vừa về là 6.000 dặm, ai đến trước người đó thắng, như thế nào? Sở Giao đương nhiên không có ý kiến, được. Để tỏ lòng tôn trọng mỹ nhân, bổn vương để ngươi chạy trước 10 hơi. Giang Vô Cửu làm ra vẻ rộng lượng, phương pháp ngự thuyền thủy tốc, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ngươi đưa lỗ tai sát lại đây. Không cần, ta chỉ cần nhìn một chút là biết rõ. Sở Giao còn không rõ cái tên háo sắc này suy nghĩ gì sao? Loại thuyền thủy tốc này cũng chẳng có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật. Nàng thả người nhảy lên thuyền, một chân đạp trúng cơ quan nào đó, tùy thời rót linh khí vào trong. Quả nhiên, thuyền thủy tốc trong nháy mắt khởi động, giống như mũi tên trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người.
cha, quả nhiên có chút bản lãnh. Giang Vô Cứu vô cùng hưng phấn, bổn vương càng lúc càng mong đợi. Các ngươi chờ ở đây, chờ bổn vương ôm mỹ nhân về. Đợi 10 hơi thở, Giang Vô Cứu lập tức như tia chớp bay đi, nhấc lên gợn sóng to lớn, thiếu chút nữa không xô ngã người trên bờ xuống đất. Mau bắt bọn họ lại cho ta. Giang Vô Cứu vừa đi chưa được vài giây, Trương đội trưởng vẫn đứng im tại chỗ bỗng nhiên trở mặt. Trương đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Vương Tiểu Nha vẫn nở nụ cười mê người, chúng ta đã làm gì sai sao? Hừ, lai lịch các ngươi không rõ, còn muốn câu dẫn Tam Vương Tử, rõ ràng mưu đồ làm loạn. Trương đội trưởng không còn bộ dạng chó săn như vừa nãy, ngược lại trở nên lãnh khốc, Tam Vương Tử thiên tính thiện lương, nhìn không ra dã tâm của các ngươi, nhưng các ngươi không gạt được pháp nhãn của Trương Tam Lang ta đâu. Chỉ lý do này sao? Vương Tiểu Nha nghe xong, không khỏi cười càng vui vẻ hơn. Ta còn tưởng rằng ngươi là ông chủ ẩn tàng nào đó. Kết quả ngươi cũng chỉ là một phế vật, chẳng có gì thú vị. Trương đội trưởng lại càng thêm giận không kềm được, chỉ vào Vương Tiểu Nha mà mắng, không cần suy nghĩ, các ngươi nhất định là yêu nữ. Tam Vương Tử thương Hương Tiếc Ngọc, không muốn thương tổn các ngươi, nhưng vì suy nghĩ cho vương tộc, bổn đội trưởng trước bắt các ngươi lại, phế đi tu vi, khóa xương tỷ bà, để lại cho Tam Vương Tử hưởng dụng. Hai. Ta lười nói nhiều với ngươi quá. Vương Tiểu Nha quay sang nói với Khương Thanh Nguyệt, thất tỷ tỷ, đám rác rưởi này giao lại cho tỷ. Ta chẳng muốn ra tay. Khương Thanh Nguyệt đưa tay xuống eo, một thanh trường kiếm quang hoa như nước xuất hiện, loại phế vật này không cần ngươi ra tay, vừa lúc để ta biến chúng thành thức ăn cho trảm dạ kiếm. Quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Trương đội trưởng thấy Khương Thanh Nguyệt lấy ra trường kiếm, tinh thần run lên, nói với những người khác. Hai nữ nhân này là tu tiên giả, ngàn vạn lần không được chủ quan, cũng không được đả thương tính mạng của bọn họ, bắt lại là được. Đám người đi theo Giang Vô Cứu, phần lớn đều là ác nhân cuồng ma cùng hung cực ác, hoặc bại hoại phản đồ tu chân giới. Dưới tay mỗi người đều có vô số nhân mạng, trên người cũng có tuyệt kỹ, không phải hạng người bình thường. Những người này nghe được mệnh lệnh của Trương đội trưởng, lập tức lấy ra binh khí của mình, phân tán ra ngoài, vây kín từng phương vị. Trảm dạ kiếm pháp, nhất thức phong thanh nguyệt bạch. Khương Thanh Nguyệt bình thản tự nhiên, ánh mắt đẹp không hề gợn sóng. Trường kiếm trong tay cũng yên tĩnh như trăng trong đêm, chiếu rọi tám hướng, thiên địa đều sáng. Chỉ trong chớp mắt, trường kiếm đã thu vào vỏ. Thân hình nàng giống như đóa hoa sen đứng trên cầu gãy. Sao, gương mặt Trương đội trưởng hiện lên sự nghi ngờ, nữ nhân đứng đằng kia, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Mau bắt xuống. Phốc. Lời còn chưa nói hết, hắn ta đã há miệng phun ra một ngụm máu. Những người còn lại cũng giống như thế, ngã hết xuống đất, không ai còn sống. Ngay cả một kiếm cũng không tiếp nổi. Vương Tiểu Nha nhếch miệng, thật sự quá phế vật. Sớm biết như thế, ta đã đi theo Sở Giao đua thuyền rồi. Cùng lúc đó, Sở Giao điều khiển thuyền lướt đi trên mặt sông, nhưng nàng điều khiển rất có phân tắc, cũng không gia tăng tốc độ đến cực hạn, mà khống chế tốc độ. Phòng ngừa gây nên gợn sóng quá lớn khiến người trên bờ bị thương hoặc phòng ốc bị hư hại. Ha ha, mỹ nhân, ngươi đang cố ý chở bổn vương sao? Giang Vô Cứu theo sát đằng sau không hề có chút suy nghĩ thương tiếc bách tính, sóng văng tung tóe như nước thủy triều, phòng ốc bị hư hại không ít, khiến rất nhiều người mất nhà khóc giống lên. Hắn ta nhìn thấy, cảm thấy vô cùng thú vị, thậm chí còn cười ha ha. Sở Giao quyết định xử lý tên ngốc này nhưng không thể chọn nơi có quá nhiều người. Nếu chẳng may hắn ta nổi điên, đoán chừng sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội. Có gan thì ngươi lên đi. Sở Giao lập tức tăng tốc, nhấc thuyền lên khỏi mặt nước, giống như ngự kiếm lao vút đi. Ha ha, đây không phải là cách dùng đúng của thuyền thủy tốc. Giang Vô Cứu lắc đầu, mỹ nhân ơi, ngươi làm như thế chỉ tổ tốn rất nhiều linh khí mà thôi. Chẳng những không kéo dài được khoảng cách với ta, ngược lại còn tạo cơ hội cho bổn vương đuổi kịp ngươi. Hắn ta đột nhiên làm ra vẻ bừng tỉnh, bổn vương biết rồi, mỹ nhân ngươi nhất định không kịp chờ đợi muốn làm vương phi đúng không, cho nên ngươi mới tạo ra cơ hội như vậy. Yên tâm đi, bổn vương tuyệt không cô phụ ý tốt của ngươi. Giang Vô Cứu cũng lập tức gia tăng tốc độ, trong nháy mắt đã ra khỏi vương đô, thuận theo dòng sông ra đến ngoài thành. Một lát sau, Giang Vô Cứu nhìn thấy Sở Giao đứng trên mặt nước chờ hắn ta. Nơi này là khu vực ngoại ô,
hai bên là rừng cây vô cùng rậm rạp và dãy núi liên miên không dứt. Mỹ nhân, ngươi muốn trực tiếp nhận thua sao? Giang Vô Cứu cũng dừng lại thuyền, cười ha hả nhìn Sở Giao, nơi này phong quang vô hạn, rất hợp cho những hoạt động hoang dã, chỉ bằng ngươi cùng khoái hoạt với bổn vương, a. À. Lời còn chưa nói hết, hắn ta nhìn thấy Sở Giao bay lên, điều khiển thuyền thủy tốc đập vào mặt của hắn ta. Răng trong miệng Giang Vô Cứu rơi xuống, vỡ nát, đáng tiếc hắn ta lại không cách nào phun ra, chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Đám răng vụn sắc bén cắt đứt thực quản, dạ dày của hắn ta, khiến cho hắn ta đau đến mức không muốn sống. Khi Giang Vô Cứu đang định vận linh khí trị liệu vết thương bên trong cơ thể, một quyền của Sở Giao đã đánh vào hậu tâm của hắn ta, quyền kình trực tiếp đánh nổ đan điền khí hải của hắn ta. Phốc! Giang Vô Cứu phun ra một ngụm máu, cả người ngã xuống sông. Mặc dù hắn ta không biết vì sao nữ nhân này tập kích hắn ta, nhưng hắn ta cảm nhận được nguy hiểm, đang định mượn thủy độn chạy trở về. Đáng tiếc, suy nghĩ này của hắn ta lại không thành công. Ngươi thích thuyền bão tố đúng không? Sở Giao lạnh lùng nhìn Giang Vô Cứu, sau đó điều khiển thuyền thủy tốc đâm vào lưng của hắn ta, khiến cho sống lưng của hắn ta vỡ nát, vậy ta sẽ khiến cho ngươi nhận hết bão tố. Sở Giao rót rất nhiều linh khí vào trong thuyền thủy tốc, sau đó đá một cước ra ngoài. Chỉ thấy con thuyền thủy tốc mở ra một con đường, nhanh chóng đẩy Giang Vô Cứu đã vỡ nát đan điền khí hải lao đi, ngược dòng mà lên, trong nháy mắt biến mất trước mắt Sở Giao. Trước khi linh khí còn chưa hao hết, con thuyền thủy tốc sẽ lao nhanh trong nước, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Sau lưng Giang Vô Cứu đã bị nứt, dòng nước to lớn sẽ róc huyết nhục của hắn ta ra. Trong khoảng thời gian này, hắn ta sẽ cảm nhận được sự đau đớn vô hạn, nhưng bởi vì cơ thể của hắn ta và thuyền thủy tốc đã hòa thành một thể, còn được linh khí trong thuyền tẩm bổ, trong khoảnh khắc không thể chết được. Lặp đi lặp lại cho đến khi linh khí hao hết. Đến khi đó vị tam vương tử này đoán chừng chỉ còn lại bộ xương. Đây chính là đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, muốn chết cũng khó khăn. P.S. Thích nhất là nữ nhân làm việc quyết đoán, lạnh lùng, ra tay không hề nhân nhượng đối với những kẻ gian ác. Sở Giao còn là tiểu thái muội chuyên đua xe ở trái đất, đến thế giới tu tiên giả trở thành tiểu thái muội đua thuyền. Thôn Chu Quốc, chỗ sâu cấm cung có một vực thẳm rất sâu. Đột nhiên từ đáy vực truyền đến tiếng gào rít giận, là ai, ai dám giết vương nhi của ta? Nhất thời, phong vân đột biến, lôi minh cuồn cuộn bao phủ toàn bộ quốc gia. Đại vương, xin bớt giận, bên cạnh vực thẳm, một nam tử thần bí mặc áo bào đỏ có chút bối rối nói, người đã đột phá biên giới, không cần thiết phải vì chuyện nhỏ này mà bực mình. Âm thanh dưới đáy vực vẫn phẫn nộ như cũ, cô vì đại nghiệp các ngươi mà bị giày vò như thế. Nhưng vương nhi lại bị người ta giết chết. Đây chính là sự đảm bảo vương tộc ta thiên thu vạn đại mà các ngươi đã nói. Đại vương yên tâm, ta đã bảo hỏa giả trong giáo đi thăm dò việc này rồi. Nam tử áo bào đỏ lập tức lên tiếng, mặc kệ là vị vương tử nào bị thương, cho dù chết rồi, chúng ta cũng có thể cứu hắn ta trở về. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ mang hung thủ đến trước mặt ngươi luôn. Nhanh đi, ta cho ngươi nửa ngày. Âm thanh dưới đáy vực sát khí lẫm lẫm, người mau mang cái tên dám giết vương nhi của ta đến đây, cô muốn tự tay giết chết hắn. Nam tử áo bào đỏ cung kính đáp, tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ xử lý thích đáng chuyện này, xin đại vương thả lỏng tinh thần. Nếu thành công đột phá, đến lúc đó chúng ta sẽ đạp xuống cơ triều, thậm chí thống nhất tiên vân đại lục cũng không đáng kể. Tốt nhất nên như vậy, nếu cô phát hiện ngươi lừa ta, đến lúc đó ngươi là người đầu tiên mà ta ăn. Thanh âm dưới đáy vực trịnh trọng cảnh cáo. Đương nhiên rồi, nam tử mặc áo bào đỏ khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau khi rời khỏi mặt đất, hắn ta lập tức gọi đến hơn 10 tu tiên giả mặc áo đỏ, lạnh giọng nói, nếu ta đoán không sai, mật thám cơ triều đã đến thôn Chu Quốc. Các ngươi mau tìm ra bọn họ, sau đó đưa đến đây. Tu tiên giả áo đỏ lập tức lĩnh mệnh, top 5 top 3 làm thành một tổ, nhanh chóng bay khỏi hoàng cung. Phân tán đến từng phương hướng quốc đô. Chấm. Cùng lúc đó, Sở Giao về đến thành nội. Khi nàng tìm được Vương Tiểu Nha và Khương Thanh Nguyệt, nàng phát hiện hai người bọn họ đang ăn uống trong tửu lâu. Tên ngốc kia đâu rồi? Xử lý rồi sao? Vương Tiểu Nha múc cho Sở Giao một chén thức ăn nóng, cười hỏi.
Sở Giao hỏi ngược lại, còn không phải sao? Cũng đúng, loại người cặn bã như thế cũng không cần thiết giữ lại. Vương Tiểu Nha gật đầu, sau đó nói với Sở Giao, ban đầu ta chỉ muốn trêu đùa tên rác rưởi đó một chút. Sau khi chờ mọi người trở về thì xử lý hắn ta. Không cần thiết phải phiền phức như vậy. Sở Giao lười phí công phu, thật ra, ta cảm thấy tranh tài cái gì cũng đều là dư thừa. Muốn giết chết hắn ta, cứ trực tiếp ra tay không được sao? Khương Thanh Nguyệt lên tiếng, ban đầu, ý định của Nguyệt trưởng môn là muốn chúng ta tiến vào thôn Chu Quốc, âm thầm điều tra tung tích Vạn Hỏa Giáo, dưới tình huống không ảnh hưởng đến vương tộc trong nước mà thanh trừ dư nghiệt Vạn Hỏa Giáo. Nói xong, nàng lấy ra một đạo phù đưa cho Sở Giao, nhưng ta vừa mới nhận được tín phù từ Lam Kinh, tình huống có biến. Sao? Sở Giao tiếp nhận tín phù, rót vào một chút linh lực. Một hình ảnh xuất hiện trong đầu của nàng. Cơ Thanh Ảnh truyền đạt một tin tức, dựa trên thông tin tình báo điều tra thôn Chu Quốc trong thời gian qua, quốc vương thôn Chu Quốc rất có thể đã bị Vạn Hỏa Giáo tẩy não, vương tộc cũng đã sớm trở thành công cụ của Vạn Hỏa Giáo. Cái gọi là không để ý quốc sự, thật ra ông ta đang tu luyện một môn tà công của Vạn Hỏa Giáo. Một khi để ông ta luyện thành, điều này sẽ gây nên tính nguy hại rất lớn cho bách tính ở Tiên Vân Đại Lục. Cho nên, chỉ thị mới nhất chính là giết chết quốc vương thôn Chu Quốc. Vương tộc còn lại, cứu được thì cứu không được thì đưa đến Lam Kinh xử trí. Để phối hợp hành động với bọn họ, cơ nữ hoàng đã đặc biệt điều 3.000 thiết kỵ từ biên cảnh đến, thuận tiện tiêu diệt luôn thôn Chu Quốc, biến thành một châu quận của cơ triều. Nữ hoàng tỷ tỷ thật bá khí, hai tay Vương Tiểu Nha ôm mặt, có chút hâm mộ, không biết khi nào ta mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Sở Giao tức giận trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha, điều này có cái gì tốt mà phải hâm mộ. Ngươi muốn trở nên lợi hại thì cố gắng tu luyện đi, không được sao? Được rồi, mệt mỏi quá. Ta thấy nên chờ phu quân đến xong tu với hắn thì tốt hơn. Vương Tiểu Nha lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Sở Giao. Sở Giao im lặng, sau đó quay sang nói với Khương Thanh Nguyệt, thất tỷ tỷ, bây giờ chúng ta định làm gì? Bây giờ chúng ta chờ thôi. Khương Thanh Nguyệt giơ hai ngón tay, một là chờ thiết kỵ biên giới đến. Hai là chờ quốc vương thôn Chu Quốc phản ứng. Vương Tiểu Nha bổ sung, hộ vệ tên vương tử rác rưởi kia đã bị thất tỷ tỷ giết, sau đó ném hết về phía nha môn, đoán chừng không bao lâu sau sẽ có người đến bắt chúng ta. Chúng ta không thể vọt thẳng đến hoàng cung tìm tên quốc vương kia sao? Sở Giao nghĩ đến đều là biện pháp đơn giản, trực tiếp nhất, cũng không nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Cũng có thể làm như vậy. Nhưng chúng ta lại không biết tên quốc vương kia đang núp ở đâu. Khương Thanh Nguyệt cau mày, giải thích với Sở Giao, nếu đả thảo kinh xà, ông ta sẽ càng núp kỹ không ra. Chờ đến thần công đại thành, đến lúc đó chúng ta chưa chắc là đối thủ. Nàng nhẹ giọng nói tiếp, cho nên, chúng ta nên thể hiện điểm mạnh của mình, chỉ ra điểm yếu của kẻ địch. Từ tư liệu mà ta đọc được, vị quốc vương này vô cùng bao che khuyết điểm, hơn nữa còn có thù tất báo. Chúng ta đã giết con trai của ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhất định sẽ cho người bắt chúng ta đến trước mặt ông ta, để ông ta đích thân xử lý. Cứ như vậy đi, Sở Giao cũng lười động não, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ông ta là loại cha như thế nào mà dạy dỗ ra thứ con cái cặn bã như thế. Thì là lão nhân cặn bã chứ sao? Vương Tiểu Nha cười nói, chỉ có lão nhân cặn bã mới có thể dạy ra tiểu nhân cặn bã. Không phải cặn bã thì cũng không thể đầu nhập vào Vạn Hỏa Giáo, loại tà giáo chuyên lừa gạt người khác. Sở Giao cũng cảm thấy không thể nào hiểu được, vì sao luôn có những loại người không thích sống tốt, cứ nhất định muốn chết là sao. Bành! Lúc này, một đội tu tiên giả áo đỏ chợt xông vào quán rượu, đuổi hết toàn bộ khách đi, sau đó bao vây ba người Sở Giao. Mấy chục tên nỏ dán phù đỏ nhắm ngay ba nàng. Khương Thanh Nguyệt cau mày. Đám tên nỏ này rất giống thần phù cơ thiên nỏ đã được phiếu miểu tiên môn cải tiến qua, là cơ mật tối cao. Tại sao nơi này lại có, chẳng lẽ Lam Kinh có gian tế? Ba người các ngươi đã giết chết hộ vệ Tam Vương Tử. Nữ tử áo đỏ dẫn đầu lạnh lùng nhìn Sở Giao, Vương Tiểu Nha và Khương Thanh Nguyệt bắt hết toàn bộ cho ta. Khương Thanh Nguyệt thản nhiên nói, ngươi muốn bắt chúng ta đi, ngươi cũng không hỏi trước thân phận của chúng ta sao? Mặc kệ các ngươi có thân phận gì, dám giết hộ vệ Tam Vương Tử, các ngươi chính là loạn thần tặc tử.
Nữ tử áo đỏ lạnh giọng mắng, nếu các ngươi muốn dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại, các ngươi cũng đừng trách chúng ta giết chết các ngươi ngay tại chỗ. Vương Tiểu Nha mỉm cười, hỏi ngược lại, vị tam vương tử kia của các ngươi tùy ý làm bậy, xem mạng người như cỏ rác, điều này ngươi có biết hay không? Nếu biết, ngươi có còn nói những lời nghĩa chính từ nghiêm như vậy nữa hay không? Ta không rảnh nghe các ngươi giảo hoạt, nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói, ta hỏi lại lần cuối, các ngươi tự mình đi theo ta hay là chờ ta phế bỏ các ngươi rồi mang các ngươi đi? Vương Tiểu Nha sờ mũi, vẻ mặt trêu đùa, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến vị tam vương tử kia còn sống hay chết sao? Ta không cần biết, nữ tử áo đỏ mỉm cười, hơi trào phúng, các ngươi tưởng rằng tam vương tử dễ chết như vậy sao? Đúng là buồn cười, tam vương tử đã được lão tổ điểm hóa, hồn phách bất diệt, có thể trùng sinh bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, kết quả của các ngươi sẽ càng thêm thê thảm. Sở Giao cảm thán nói, quả nhiên là tà giáo. Xem ra, các ngươi chính là người của phiếu miểu tiên môn. Đáy mắt nữ tử áo đỏ lướt qua sự cảnh giác, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ ba người Sở Giao, nếu các ngươi không phối hợp, ta cũng chỉ có thể giết chết các ngươi ngay tại chỗ. Phối hợp chứ, vì sao không phối hợp? Vương Tiểu Nha mỉm cười, giơ hai tay lên, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối bình thường, vừa sợ chết vừa sợ đau, các ngươi tuyệt đối đừng ra tay với ta. Nói xong, nàng dùng miệng ra hiệu với Sở Giao, nàng ấy là lão đại trong ba chúng ta, tu vi rất cao, cao ít nhất 3-4 tầng lầu, người tốt nhất nên giết nàng ta đi. Nếu không, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Này, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Sở Giao tức giận trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha. Nữ tử áo đỏ hiển nhiên cũng cảm thấy trong ba người này, Sở Giao là người có tính công kích nhất. Nàng ta rút trường kiếm ra. Chỉ vào cổ họng Sở Giao, người tốt nhất nên ngoan ngoãn đi cùng với ta. Bằng không, người đừng trách một kiếm của ta chém xuống đầu của ngươi. Được, đi thì đi. Sở Giao đứng lên, thái độ rất phối hợp, tuy nhiên, các ngươi nên xích nàng ấy lại. Nàng ấy luyện thiết sa trưởng, kim cương kình. Nếu các ngươi không buộc chặt một chút, các ngươi lúc nào cũng có thể bị nàng ta đánh lén. Vương Tiểu Nha vỗ bàn, tức giận chỉ vào Sở Giao, người mới luyện thiết sa trưởng. Kim cương kình đấy. Đây toàn là pháp môn đại lão gia thô cày cao lớn luyện, ngươi muốn châm chọc dáng dấp của ta sao? Ta không có, là do ngươi tự nói. Sở Giao nhếch miệng. Đừng có giở trò gian nữa. Tính nhẫn nại của nữ tử áo đỏ đã đến cực hạn, nếu các ngươi còn nói nhảm nữa, ta giết chết các ngươi ngay tại chỗ. Đám người cầm cung nỏ trong tay lập tức giữ chặt cò. Chỉ cần thả lỏng tay, đảm bảo sẽ bắn ba người thành cái sàng. Đi thôi, vừa lúc chúng ta cũng muốn gặp quốc vương các ngươi. Sở Giao nhún vai, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đến trước mặt nữ tử áo đỏ, yên tâm đi, chúng ta đều là danh môn chính phái, sẽ không làm mấy chuyện đánh lén đâu. Khương Thanh Nguyệt cũng lên tiếng, trên người ta có một mật hàm của cơ nữ hoàng, cần đưa cho quốc vương các ngươi. Nếu các ngươi ra tay với chúng ta, các ngươi tốt nhất cũng nên cân nhắc xem có muốn khai chiến với cơ triều hay không. Hừ, nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm câu nào, chỉ áp giải ba người Sở Giao lên xe ngựa, sau đó chạy vào trong hoàng thành. Vừa vào hoàng thành, chiếc xe ngựa đã tiến vào hậu cung. Không bao lâu sau, chiếc xe ngựa ngừng lại trước một cung điện cao 7 tầng. Các ngươi xuống đi, theo ta vào trong, những người còn lại ở ngoài canh gác, không có mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng không được vào trong. Nữ tử áo đỏ yêu cầu ba người Sở Giao xuống xe ngựa, sau đó quay lại dặn dò thủ hạ vài câu, rồi cất bước tiến vào bên trong cung điện. Cung điện rất có khí phái, còn muốn xa hoa hơn cả Lam Kinh. Vương Tiểu Nha ngước mắt nhìn cung điện, đúng là lãng phí, hoàn toàn không cần thiết. Sở Giao cười nói, điều này cũng rất bình thường. Càng là người tự tin, bọn họ lại càng muốn người khác nhìn thấy sự cường đại của mình. Câm miệng. Nữ tử áo đỏ quay đầu trừng Sở Giao, ba người các ngươi vào trong đi. Vương Đại Nhân đang chờ. Vương Đại Nhân, Sở Giao nghe xưng hô này, hơi sửng sốt, hình như trước đó Giang Vô Cữu có đề cập đến tể phụ quản lý thôn Chu Quốc hiện tại là họ Vương thì phải. Ba người chậm rãi bước vào trong cung điện, chính giữa là một cái ghế màu vàng, một nam nhân trung niên ngồi bên trên, thân mặc một bộ áo bào màu đỏ. Tam Vương tử Giang Vô Cữu là do các ngươi giết. Nam nhân trung niên mặc áo bào đỏ nhìn thấy ba người Sở Giao,
lập tức lên tiếng quát hỏi. Sở Giao cũng chẳng có ý định giấu giếm, đúng, chính là ta giết đấy. Nam nhân mặc áo bào đỏ phất tay, hỏa lưu cuồn cuộn lao nhanh đến. Vậy thì đi chết đi. Chút lửa đó dĩ nhiên không thể đả thương được ba người Sở Giao. Ba người nhảy lên, nhẹ nhàng tránh được. Điều kỳ lạ là, lửa này không hề xông ra ngoài điện, đến cửa điện là tự động tiêu tán. Khương Thanh Nguyệt cau mày, đám người kia đã bày kết giới ngoài cửa cung, xem ra bọn họ thật sự muốn giết chúng ta. Vậy cứ để bọn họ thử xem rốt cuộc là ai giết ai. Sở Giao hừ lạnh, khó chịu nói. Ồ, lửa lớn thật. Vương Tiểu Nha vỗ tay với nam nhân trung niên mặc áo bào đỏ, người đúng là lợi hại. Người có thể điều khiển lửa lớn hơn một chút không? Nam nhân mặc áo bào đỏ lạnh lùng nhìn Vương Tiểu Nha, vừa nãy cũng chỉ là khởi đầu mà thôi. Bổn kỳ chủ muốn thử chất lượng của các ngươi một chút. Đến lúc đó, ta sẽ rút hồn ngưng đan của các ngươi, xem như bồi thường cho Vạn Hỏa Thánh giáo chúng ta. Sở Giao hỏi nam nhân mặc áo bào đỏ, người có địa vị gì trong tà giáo? Người có đồng bọn nào nữa không? Người khai ra hết đi, khi đó người có thể đổi được một kiểu chết thống khoái. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nam nhân mặc áo bào đỏ bấm quyết, áo bào trên người lập tức biến thành liệt hỏa cháy hừng hực, trong tay còn cầm một tiểu kỳ có 9 vảy. Lúc này, hai vảy đã sáng lên, phát ra nhiệt độ cực cao. Cả tòa cung điện trở nên nóng hơn, thậm chí vách tường còn có cảm giác giống như bị hỏa táng. Khương Thanh Nguyệt nhìn ngọn lửa, lập tức nhớ đến thân phận người trước mắt. Nàng quay sang nói với Sở Giao và Vương Tiểu Nha, người này chính là Lân Hỏa Kỳ chủ của Vạn Hỏa giáo, nghe nói cờ diễm sắc trong tay ông ta đã được luyện hóa đến cực hạn, có thể bao trùm toàn bộ Tiên Vân Đại Lục. Không sai, người đúng là có chút nhãn lực. Lân Hỏa Kỳ chủ ngạo nghễ nói, các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không, các ngươi sẽ bị thiêu đốt đến cho cốt cũng không còn. Ta đã nói tu luyện đến cực hạn mới có được uy lực như thế. Sở Giao cười lạnh, trực tiếp vạch trần, nhìn tính cách của ngươi bây giờ, đoán chừng một phần vạn uy lực cũng không đánh ra được. Lửa này cũng chỉ đủ nấu nước rửa chân mà thôi. Vương Tiểu Nha cười nói, Sở Giao, đánh người không đánh vào mặt. Tốt xấu gì ngươi cũng nên chừa cho người ta một chút mặt mũi chứ. Nếu các ngươi đã muốn chết, bổn kỳ chủ sẽ thành toàn cho các ngươi. Lân Hỏa Kỳ chủ thấy ba nữ nhân khinh thị ông ta như thế, lửa giận khó bình, lập tức huy động cờ diễm sắc trong tay, xích diễm, bôn đằng như hổ. Dưới hiệu lệnh của lá cờ, mấy ngọn lửa trong nháy mắt biến thành ba con hỏa hổ, phân biệt lao về phía Sở Giao, Vương Tiểu Nha và Khương Thanh Nguyệt. Thân hình Sở Giao uốn éo, lập tức sử dụng phiêu miễu bộ tránh thoát hỏa hổ tấn công, sau đó bay lên một cước, đá ra một đạo kình khí chém hỏa hổ thành hai nửa. Đáng tiếc, một kích này cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao hỏa hổ cũng chỉ là hỏa diễm, không bao lâu lại dung thành một thể, một lần nữa đánh tới. Bên kia, Vương Tiểu Nha cảm thấy rất thú vị, cười nói, lửa biến thành hổ, thú vị thật. Nếu như có thật thì tốt rồi, ta có thể bắt một con đưa cho Liễu Mộng tỷ tỷ. Tỷ ấy nhất định sẽ rất thích. Hỏa hổ cũng không phải không tồn tại, nhưng hiếm thấy. Khương Thanh Nguyệt tùy ý tránh né hỏa hổ tấn công, sau đó giải thích với Vương Tiểu Nha, ông ta có thể sử dụng lá cờ biến thành hỏa hổ, nói rõ ông ta săn giết rất nhiều hỏa hổ, lấy nội đan của hỏa hổ. Bằng không, trong tình huống bình thường, lửa hóa quả sẽ dễ dàng hơn một chút. Vương Tiểu Nha chớp mắt, nếu lấy nội đan của hỏa hổ bên trong lá cờ bỏ vào cơ thể của một con hổ bình thường, có thể biến con hổ đó thành hỏa hổ hay không? Không thể. Con hổ đó sẽ bị đan hỏa trực tiếp thiêu chết. Khương Thanh Nguyệt dở khóc dở cười với suy nghĩ này của Vương Tiểu Nha. Vậy thì không vui rồi. Vương Tiểu Nha lắc đầu, hơi chút thất vọng. Ha ha, đợi lát nữa bổn kỳ chủ rút hồn ngưng đan của ngươi, ngươi tất nhiên có thể hòa cùng một thể với tinh hồn hỏa hổ. Lân Hỏa Kỳ chủ cười gằn, cho nên, ngươi đừng phản kháng nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi. Vương Tiểu Nha hếch mũi, ngươi phiền phức quá. Ngươi có thể không phản kháng, ngoan ngoãn đi chết không được sao? Đến bây giờ mà ngươi còn muốn tranh đua miệng lưỡi? Nếu độ lửa không đủ, ta sẽ khiến cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Lân Hỏa Kỳ chủ hừ lạnh một tiếng, lá cờ trong tay sáng lên miếng vảy thứ ba, tứ diễm, phi lưu thăng long. Ba con hỏa hổ lập tức dung hợp, ngưng tụ thành một hỏa long lao về phía ba người Sở Giao,
phun ra liệt diễm, nhìn rất nguy hiểm. Ta còn Lư Sơn Thăng Long Bá đấy, Vương Tiểu Nha khinh thường nói, nàng không kiên nhẫn chơi với tên ngốc này nữa. Lân Hỏa Kỳ chủ điểm cờ lệnh trong tay, đi. Đi cái đầu ngươi đấy. Vương Tiểu Nha vọt đến trước mặt Lân Hỏa Kỳ chủ, một quyền đánh thẳng vào mũi ông ta. Ha ha, không có tác dụng gì đâu. Lân Hỏa Kỳ chủ trào phúng, ngươi cho rằng mấy loại nắm đấm này có thể thương tổn được bổn kỳ chủ nửa hào, à. Lời còn chưa nói hết, chân Sở Giao đã đạp trúng chỗ yếu hại của ông ta, kiếm của Khương Thanh Nguyệt cũng xuyên thấu qua tim. Ngươi cho rằng ngươi lợi hại bao nhiêu chứ? Vương Tiểu Nha khó chịu nói, mặc dù công pháp nãi nãi ta không tin nhưng cảnh giới tu vi đủ để nghiền ép ngươi. Ngươi tưởng độ kiếp kỳ là trò đùa à? Độ kiếp kỳ, ánh mắt Lân Hỏa Kỳ chủ lộ ra vẻ khiếp sợ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tại sao lại có người đạt đến cảnh giới độ kiếp kỳ ở Tiên Vân Đại Lục chứ? Sở Giao trào phúng, thật ngại quá, ta cũng là độ kiếp kỳ đấy. Theo thuyết pháp của phu quân ta, chuyện không thể nào thường xuyên phát sinh. Nếu ngươi chấn kinh, ngươi nên chết sớm một chút, đến âm phủ, ngươi hẳn có thể yên tĩnh lại. Khương Thanh Nguyệt tra kiếm vào vỏ, điểm vào mi tâm Lân Hỏa Kỳ chủ, thản nhiên nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi hãy nói đồng bọn của ngươi ở đâu. Các ngươi đang định làm gì ở thôn Chu Quốc này? Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha, Vạn Hỏa Thánh Giáo, Thiên Thu Vạn Đại, Diễm Hỏa Bất Diệt, Vĩnh Hằng Lưu Truyền. Lân Hỏa Kỳ chủ hừ lạnh một tiếng, để đại đạo thông suốt, giáo chúng ta cho dù chết một vạn lần cũng không tiếc. Nếu ta bị các ngươi đánh bại, vậy thì mọi người cùng nhau xuống địa ngục đi. Dứt lời, ông ta lập tức bẻ gãy lá cờ trong tay. 9 chiếc vảy trên lá cờ đột nhiên sáng lên 6 mảnh, một luồng nhiệt lực mênh mông từ trong lá cờ phun ra ngoài. Cho dù là Vương Tiểu Nha hay là Sở Giao cũng đều biến sắc. Khương Thanh Nguyệt nắm lấy vai hai người, ngự kiếm bay lên, ông ta muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Chúng ta rút lui trước đi. Vù! Sóng nhiệt như lưu, hỏa diễm màu xanh nuốt chửng cả cung điện. Ngay cả đám người áo đỏ đang bố trí kết giới bên ngoài cũng bị tác động, bị đốt thành tro, sau đó bị hơi nóng thổi tan. Chúng ta cần phải khống chế hỏa lưu ở đây, nếu không, chúng sẽ ảnh hưởng đến người vô tội. Sở Giao đứng giữa không trung nhìn hỏa lưu đánh tan bốn phía, hơi lo lắng nói. Đúng, nếu cứ để như vậy mãi, toàn bộ thành đô đoán chừng sẽ bị hủy. Vương Tiểu Nha cảm thấy có chút đáng sợ, tuy các nàng đã sớm là tu tiên giả nhưng vẫn rất lo lắng cho người bình thường. Khương Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, hỏa lưu này không phải bình thường. Cờ diễm sắc chính là linh bảo vô thượng, ẩn chứa hỏa lực bên trong. Cho dù các người là độ kiếp kỳ, muốn dập tắt cũng không phải chuyện dễ. Nếu đã không diệt được, vậy chúng ta dẫn đến nơi khác. Vương Tiểu Nha suy nghĩ, sau đó nói. Sở Giao thuận theo mạch suy nghĩ này, lập tức có quyết đoán, không thể để cho hỏa lưu khuếch tán xung quanh được, chỉ có thể để nó thẩm thấu xuống dưới mà thôi. Đó cũng là một cách. Khương Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, hai người canh gác hai bên, đừng để hỏa lưu lan ra ngoài. Nó có linh trí, ta sẽ chém hỏa lưu xuống dưới lòng đất. Được, Vương Tiểu Nha và Sở Giao đều gật đầu, sau đó tản ra hai bên. Khương Thanh Nguyệt lơ lửng giữa không trung, vận trường kiếm trong tay đón ánh nắng, sử dụng thức mạnh nhất bên trong Trảm Dạ Kiếm Pháp. Trảm Dạ Kiếm Pháp, Bạch Nhật Hiệt Quang Khu Tĩnh Dạ. Kiếm thế vung lên, mây dày chợt tụ che khuất bầu trời. Tiếp theo, một luồng ánh sáng nhạt chợt phá tầng mây. Nó chiếu đến chỗ nào, mặt đất chỗ đó sụp đổ, hỏa lưu cuồn cuồn trong nháy mắt bị trấn trụ, sau đó chìm xuống. Đám hỏa lưu giống như được mở linh trí, lập tức biến thành vô số tia lửa văng tứ phía, muốn chạy trốn khỏi phạm vi kiếm thế. Đáng tiếc, bọn chúng trốn không thoát. Bởi vì Sở Giao và Vương Tiểu Nha đã thủ cùng một chỗ, vận linh khí kết thành một kết giới cực lớn, ép bọn chúng quay trở về. Hỏa lưu màu xanh chỉ có thể không cam lòng chìm xuống đất, rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Trong lúc ba người Sở Giao thở phào một hơi, trong lòng đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét vang trời, là ai dám dùng hỏa lưu hại bổn vương. Bên dưới còn có người, Vương Tiểu Nha cảm thấy ngoài ý muốn. Sở Giao cũng cảm thấy lạ, ông ta tự xưng là bổn vương, chẳng lẽ quốc vương thôn Chu Quốc bị Vạn Hỏa Giáo nhốt dưới đáy. Chỉ sợ chưa hẳn, trong đầu Khương Thanh Nguyệt dâng lên một suy đoán không ổn,
ta nghĩ quốc vương và vạn hỏa giáo mới cùng một bọn, hơn nữa ông ta cũng không còn là người. Không phải người, ngươi nói vậy là có ý gì? Nhãn lực của Sở Giao và Vương Tiểu Nha không bằng Khương Thanh Nguyệt. Trước kia, hai người sinh sống ở trái đất, chưa từng nhìn thấy yêu ma quỷ quái, chỉ thấy qua trong những bộ phim truyền hình mà thôi. Cho nên, có một số tư duy hình thái chẳng thể dễ dàng bị phá vỡ. Lúc này, âm thanh dưới lòng đất một lần nữa giống lên, a, thành của cô Vương, tộc nhân của cô. Ông ọc ọc ọc, mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt, hoàng cung vốn đang là một mớ hỗn độn, lúc này giống như gặp phải địa chấn, vỡ thành gạch nát. Vương tộc trong vương cung tất nhiên giữ nhiều lành ít. Cái thứ đó muốn ra rồi, Khương Thanh Nguyệt cau mày nhắc nhở. Ánh mắt Vương Tiểu Nha sáng lên, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là thứ gì. Chỉ sợ chẳng có gì đẹp mắt, nói không chừng còn có chút buồn nôn. Sở Giao khó chịu nói. Bành! Lại một tiếng nổ, chỉ thấy toàn bộ hoàng cung vỡ nát, lộ ra một đáy vực cực lớn. Dưới đáy vực là hai con mắt giống như đèn lồng, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Sở Giao, Vương Tiểu Nha và Khương Thanh Nguyệt. Chính là các ngươi, thứ kia rít gào lên bên dưới đáy vực, các ngươi giết Phương Nhi của cô, hủy đi hoàng cung của cô. Đồng thời đoạn mất đại nghiệp trường sinh của cô, các ngươi đều phải chết. Vương Tiểu Nha mở to mắt, chỉ vào vật kia bên dưới đáy vực, chẳng lẽ đây chính là Đại Vương Bát Tinh? Bên trong vực sâu là một con quái vật hình thể to lớn, còn muốn lớn hơn cả một tòa thành, thậm chí có thể nói tòa thành vốn sinh trưởng trên lưng của nó. Tướng mạo của nó cũng cực kỳ quỷ dị, giống như yêu quái được khâu vá lại từ nhiều bộ phận, đầu ưng, thân rùa, đuôi rắn. Rất có cảm giác dị thú được ghi lại bên trong Sơn Hải Kinh ở trái đất. Tuy nhiên, con quái vật này lại xấu xí một cách dị thường. Lưng, đuôi đều đang chảy mủ. Đây là một loại dị sinh thú, tên là đằng quy, xuất hiện ở Tiên Vân Đại Lục khoảng 1 vạn năm trước, về sau diệt tuyệt. Khương Thanh Nguyệt cau mày, biểu hiện hơi có chút lo lắng, đằng xà và thần quy giao hợp thành linh thú, nhưng con quái vật này đã trải qua cải tạo, hung tính rất mạnh. Nếu chúng ta không diệt trừ nó, hậu hoạn tuyệt đối vô tận. Sở Giao nhìn dáng vẻ của con quái vật, trong lòng cũng run lên, thứ này nhìn hơi bị buồn nôn. Ta chẳng quan tâm nó là rùa hay là đằng quy, bởi vì nó khó coi quá đi. Vương Tiểu Nha ghét bỏ nói, nó đã phá hủy hình tượng đẹp đẽ của ta về rùa. Rùa đơn y đáng yêu biết bao nhiêu, huyền vũ bá khí đến cỡ nào. Dù sao, ngay cả rùa an toàn cũng đẹp hơn nó gấp trăm lần. Con quái vật to lớn kia gào thét xông về phía ba cô gái đang lơ lửng giữa không trung, há miệng phun ra một cột lửa. Đây chính là độc hỏa. Khương Thanh Nguyệt lập tức lách mình tránh đi. Rùa đen không phải phun nước sao? Tại sao nó lại phun lửa? Vương Tiểu Nha vọt đến cách đó không xa, có chút không hiểu hỏi. Sở Giao bất mãn nói, ta chẳng quan tâm nó phun cái gì, trước xử lý nó rồi nói sau. Nàng vừa mới dứt lời. Đằng quy tiếp tục phun ra một cột nước khổng lồ, thiếu chút nữa rửa mặt luôn cho Sở Giao. Ngươi muốn chết đúng không? Sở Giao hơi tức giận, vận linh lực đánh xuống vực sâu. Một quyền này vẫn có chút hiệu quả. Con đằng quy khỏi kêu thảm một tiếng. Tuy nhiên, mai rùa bị va chạm, chưa đến một giây đã liền lại, nó càng thêm nóng nảy phun cột nước và cột lửa về phía Sở Giao. Nước lửa đều có độc, xung quanh vương thành bị khí độc tràn ngập. Nếu nó cứ tiếp tục khuếch tán ra, đoán chừng thành đô sẽ toàn diệt. Vương Tiểu Nha lắc đầu nói, cái thứ xấu xí như ngươi lại còn biết đùa nghịch với nước lẫn lửa. Lúc này mà còn chơi cái gì nữa? Sở Giao tức giận chừng Vương Tiểu Nha, ngươi đứng đắn lại cho ta một chút đi, ra thêm chút sức, trước làm thịt con rùa xấu xí này. Vương Tiểu Nha cau mày, hình thể của nó quá lớn, mai rùa quá cứng. Nếu không thể phá được xác, muốn giết chết nó có chút khó. Nói xong, nàng quay sang nhìn Khương Thanh Nguyệt, thất tỷ tỷ, lão già chết tiệt này vừa phun nước vừa phun lửa, tỷ có cách nào mau chóng xử lý nó hay không? Có thể khống chế nước lửa, đây chính là thiên phú thần thông của đằng quy. Gương mặt xinh đẹp của Khương Thanh Nguyệt hiện lên sự ngưng trọng, khoảng vạn năm trước, tòa kỵ của Dã Hỏa lão tổ chính là một con đằng quy. Nó có thể phun nước và phun lửa, thậm chí còn có thể chiêu lôi dẫn điện. Hơn nữa, mai rùa còn rất cứng, trừ phi có một thanh thần kiếm. Nếu không, chỉ sợ khó mà chém ra được. Trong lòng nàng dâng lên nghi hoặc vô tận,
tu tiên giả chết trong tay Đằng Quy vô số kể, chỉ là con rùa này đã sớm bị đánh chết, rốt cuộc con rùa trước mặt là từ đâu mà có. Đoán chừng cho tàn lại cháy chứ sao. Sở Giao không quan tâm con rùa này từ đâu mà có, nàng chỉ muốn xử lý nó mà thôi, chúng ta cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, trước giết chết nó đi. Nếu để càng lâu, đến lúc đó người bình thường bị thương tổn sẽ càng nhiều. Vương Tiểu Nha nói, hơn phân nửa là kỳ chủ trước đây đã dùng biện pháp tà môn ngoại đạo trùng sinh thứ quỷ này chứ sao. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, con trước mắt hẳn còn thua kém con vạn năm trước. Cũng phải, để ta thử nó trước một lần. Khương Thanh Nguyệt lập tức bừng tỉnh, vận trường kiếm đánh ra một chiêu kiếm ảnh phân quang, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Không bao lâu sau, nó đã diễn hóa ra thành mấy trăm trường kiếm. Dĩ nhiên đây không phải trường kiếm thật sự mà là từng luồng kiếm khí có thực thể. Nàng bóp kiếm quyết chỉ vào Đằng Quy dưới lòng đất, đi, vạn lý xương nguyệt kiếm trận. Mấy trăm luồng kiếm khí lượn vòng, giống như xương lạnh từ trên trời rơi xuống con quái vật đang gầm thét. Kiếm khí lướt qua, cột nước trong nháy mắt bị hàn khí đông cứng thành cột băng. Tuy nhiên, rất nhanh cột lửa vọt lên, đốt cháy kiếm khí không còn thừa lại mấy. Cuối cùng, kiếm khí rơi vào Mai Đằng Quy cũng không còn bao nhiêu, tất nhiên không có cách nào tạo thành tổn thương bao lớn. Vẫn chưa được, Khương Thanh Nguyệt tổn hao không ít linh khí, cố hết sức nói, kiếm khí của ta có tính hàn, có thể phá cột nước nhưng cột lửa lại có chút khó khăn. Vậy thì đánh cho nó không thể phun ra được nữa. Vương Tiểu Nha tức giận, xắn tay áo lên vọt thẳng đến Đằng Quy. Khương Thanh Nguyệt giật mình, vội vàng kêu lên, Tiểu Nha, ngươi đừng đi. Đáng tiếc đã muộn. Bành! Vương Tiểu Nha rơi xuống mai rùa, lập tức một cước đá vào bên trên mai rùa. Tiểu tiện nhân ở đâu ra, dám chơi đùa trên lưng cô. Đằng Quy đích thật không có phản ứng quá lớn, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lửa độc trên lưng nổ tung mấy cái, độc hỏa như tương chảy về phía Vương Tiểu Nha. Con mẹ nó, buồn nôn quá. Vương Tiểu Nha lại đạp xuống một cước, nhưng tác dụng không rõ ràng, chỉ làm vỡ được mấy độc hỏa mà thôi. Sở Giao nhìn thấy không ổn, muốn giúp đỡ Vương Tiểu Nha nhưng lại bị Khương Thanh Nguyệt gọi lại, người đi cũng vô dụng thôi. Đây không phải vấn đề cảnh giới, mà xác Đằng Quy chính là linh bảo thông thiên. Cho dù chỉ còn một cái xác cũng có thể phỏng chế, ít nhất là diễn thiên thần vật, có lực quy tắc nhất định. Dùng man lực rất khó đánh vỡ. Lúc này, Sở Giao chợt nhớ đến Hạ Thiên. Nếu như có hắn ở đây, đoán chừng phá cái mai rùa này cũng chỉ là chuyện của một quyền. Sở Giao suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ đến một ý kiến, trên người của ta có thuấn phù, bây giờ ta sẽ truyền tin cho Cơ Tỷ Tỷ và Nguyệt Tỷ Tỷ. Chút chuyện nhỏ này đừng nên quấy rầy Nguyệt trưởng môn. Khương Thanh Nguyệt hơi do dự. Sở Giao ngẫm lại thấy cũng đúng. Nếu chút chuyện nhỏ này mà cũng cầu xin Nguyệt Thanh Nhã và Cơ Thanh Ảnh giúp đỡ, chẳng phải nói rõ nàng và Vương Tiểu Nha làm việc bất lợi sao? Nhưng tình huống trước mắt, nếu không xử lý con Đằng Quy kia, hậu hoạn sẽ rất lớn. Mặt mũi tính là gì chứ? Sở Giao rất nhanh đã có quyết định, làm thịt con rùa này quan trọng hơn. Nếu chúng ta còn do dự nữa, đến lúc đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói xong, nàng cũng không chần chừ nữa, lập tức lấy ra thuấn phù, niệm khẩu quyết, sau đó phất tay đốt giữa không trung. Chấm. Lam Kinh, đảo thần tiên. Sở Giao truyền tin tức, Nguyệt Thanh Nhã đang tĩnh tọa, mi tâm sáng lên. Nàng vội mở mắt nói với Cơ Thanh Ảnh, hình như bên đó xảy ra chút biến cố. Nói xong, nàng điểm hai ngón tay giữa mi tâm, bắt lấy ánh sáng điểm về phía Cơ Thanh Ảnh đối diện. Là Đằng Quy hiện thế. Cơ Thanh Ảnh hơi cau mày, đó không phải là thứ mà ba người bọn họ có thể đối phó được. Bảo các nàng quay về đi, ta sẽ đích thân đến đó một chuyến. Không, ngươi không thể đi được. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu, để tự bọn họ giải quyết đi. Cơ Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn Nguyệt Thanh Nhã, kỳ vọng của ngươi đối với bọn họ không khỏi quá cao rồi. Tuy bọn họ là độ kiếp kỳ, nhưng thời gian tu tiên không dài, cơ sở vận dụng pháp thuật thần thông còn kém lắm. Nó giống như một ao nước nhỏ, cũng chỉ có vòi phun cỡ ngón tay. Người khác đích thật không đả thương được các nàng, tương tự các nàng muốn giết chết kẻ địch cường đại như vậy cũng có chút khó khăn. Cũng chính vì thế, chúng ta không thể nhúng tay vào. Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười nói, bọn họ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bọn họ nhất định phải trải qua ma luyện.
hoa trong nhà kính sẽ không đấu lại với cỏ dại. Cơ Thanh Ảnh ý vị thâm trường nhìn Nguyệt Thanh Nhã, người không sợ đốt cháy giai đoạn sao? Ta tin rằng bọn họ sẽ vượt qua được, Nguyệt Thanh Nhã nói, tuy nhiên, bọn họ đã phát tín hiệu cầu cứu, nếu không để ý đến, vậy thì bất cận nhân tình rồi. Ngươi muốn làm gì? Cơ Thanh Ảnh hỏi. Nguyệt Thanh Nhã dường như đã sớm có chủ ý, Thanh Nguyệt sư tỷ là kiếm khí tính hàn, không trấn trụ được độc hỏa của Đằng Quy, vậy chúng ta chỉ cần gửi cho bọn họ thứ có thể trấn trụ được độc hỏa là được rồi. Thứ gì? Cơ Thanh Ảnh sửng sốt, lập tức nghĩ đến, người nói chính là hỏa mạch thần kiếm mà Tiểu Kiều và Ngậm Sương mang đến. Đúng, Nguyệt Thanh Nhã gật đầu. Cơ Thanh Ảnh nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Nhã, người đúng là một đại tổng quản hậu cung hợp cách. Nếu ta là nam nhân, ta sẽ yêu ngươi mất. Như vậy là được rồi. Nguyệt Thanh Nhã khoát tay, ta sẽ không thích loại người như ngươi đâu. Ngươi ngược lại học được không ít thứ thất loạn bát tao của tên khốn kiếp kia. Cơ Thanh Ảnh lắc đầu, có chút đau lòng nhức óc, ngươi trước kia sẽ không nói ra mấy lời như thế này. Nguyệt Thanh Nhã cũng không cảm thấy có gì là không ổn, đó là trước kia, còn bây giờ là bây giờ. Được rồi. Cơ Thanh Ảnh bỗng dừng điểm một ngón tay vào hư không, bắn ra một luồng kim mang, chúng ta đưa cho bọn họ một thanh thần kiếm, xem bọn họ có làm thịt được con đại vương bát kia không. Trên đường, Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương cũng không vội lên đường, cùng với một thiếu nữ xinh đẹp áp giải một đám yêu nghiệt ma giáo chậm rãi tiến về Lam Kinh. Ồ, Cố Hàm Sương bỗng nhiên mở mắt. Kiều Tiểu Kiều hỏi, chuyện gì vậy? Cố Hàm Sương gỡ thanh kiếm dung hợp từ hỏa mạch thần kiếm xuống, lấy ra một thuấn phủ dán lên chuôi kiếm, sau đó bấm pháp quyết đi. Trường kiếm trong khoảnh khắc biến mất. Đây chính là thần kiếm mà ngươi mới có được, ngươi dứt khoát cho mượn như vậy sao? Kiều Tiểu Kiều rất nhanh nhận được tin tức, vội hỏi Cố Hàm Sương. Cố Hàm Sương thản nhiên nói, kiếm thôi mà, người quan trọng hơn. Vô dụng thôi, cho dù ngươi có nện bao nhiêu quyền. Đá bao nhiêu cước, người cũng không phá được linh sát thông thiên của cô đâu. Đằng Quy ngạo nghễ nói, ngược lại các ngươi sẽ chết dưới độc hỏa của cô, không ai có thể cứu các ngươi. Ta không tin, Vương Tiểu Nha càng tức lại càng đánh, cái lớp vỏ rách này của ngươi, hôm nay bổn cô nương không đập nát không được. Nói xong, nàng ngẩng đầu nói với Khương Thanh Nguyệt, thất tỷ tỷ, mau đưa kiếm của tỷ cho ta mượn một chút. Khương Thanh Nguyệt nhắc nhở, kiếm của ta thuộc tính hàn, chỉ sợ không chạm được cái xác này. Chạm không được thì cũng phải chạm mấy kiếm cho hả giận. Vương Tiểu Nha giận không kềm được. Khương Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, đang định ném kiếm trong tay cho Vương Tiểu Nha, Sở Giao bỗng nhiên mở mắt nói, Tiểu Nha, ngươi không phải muốn chặt nó sao? Tiếp kiếm. Giữa không trung, một vòng ánh sáng hiện lên, một thanh trường kiếm xanh đỏ giao nhau bay đến. Sở Giao đưa tay tiếp lấy, khống chế thanh trường kiếm bay về phía Vương Tiểu Nha. Kiếm này! Vương Tiểu Nha linh hoạt tiếp nhận trường kiếm, gương mặt hiện ra biểu hiện kinh ngạc. Bởi vì nó có chút giống với kiếm của Cố Hàm Sương, nhưng lại có chút không giống. Kiếm gì cũng vô dụng, Đằng Quy vội mở cái miệng rộng, liệt hỏa cuồn cuộn trong miệng của nó, cho dù phiếu miểu tiên kiếm đến cũng vô dụng thôi. Vương Tiểu Nha không biết kiếm pháp. Chỉ vận trường kiếm chém thẳng xuống mai rùa một cách bình thường mà thôi. Bây giờ một kiếm của bổn cô nương sẽ chém chết tên đại vương bắt ngươi. Vương Tiểu Nha có học qua kiếm pháp, nhưng học lại không tinh. Không phải thiên phú của nàng không đủ, ngược lại thiên phú quá đủ nên lười học. Đến khi cần dùng đến, Vương Tiểu Nha kiếm chiêu gì cũng đều nghĩ không ra. Nhưng nàng cũng chẳng quản nhiều như vậy, trước cứ chém rồi nói sau. Mặc dù Đằng Quy không cho rằng kiếm của Vương Tiểu Nha có thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho nó, nhưng lửa giận trong lòng không cách nào kềm chế được. Nó gầm thét, một lần nữa bộc phát. Cột nước, cột lửa cuồn cuộn một lần nữa phun ra không thôi. Nhưng cột nước rất nhanh đã bị kiếm khí của Khương Thanh Nguyệt chế trụ. Cái miệng thối này của ngươi câm lại cho ta đi. Sở Giao thấy con quái vật cao hứng đến như vậy, giận không chỗ phát tiết, nắm chặt nắm đấm. Vận tất cả linh khí có thể vận, đấm mạnh xuống đỉnh đầu con Đằng Quy. Bành! Một quyền đánh cho con Đằng Quy hoa mắt chóng mặt, mặc dù lớp vỏ trên đầu nó rất dày nhưng dù sao cũng không thể so sánh với mai rùa cấp linh bảo. Tốt! Vương Tiểu Nha nhìn thấy con Đằng Quy nhất thời thất thần,
trường kiếm bổ thẳng xuống chỗ cứng nhất của Mai Rùa, ta xem ngươi có thể cứng được bao nhiêu. Thanh kiếm này đã được dung hợp hỏa mạch thần kiếm. Cho dù kiếm thuật của Vương Tiểu Nha không tinh, chỉ dựa vào linh lực độ kiếp kỳ cũng đủ chém ra uy năng kinh thiên. A, à, con đằng quy phát ra tiếng kêu thảm thiết, không, không thể nào. Tại sao linh bảo của cô có thể bị các ngươi chảm phá, phốc? Lời còn chưa nói hết, nó đã phun ra một ngụm máu. Toàn bộ thân hình bị chém thành hai nửa. Hỏa khí trong cơ thể trong nháy mắt bị hỏa mạch thần kiếm hấp thu. Cô không cam tâm, không cam tâm. Đằng quy phát ra tiếng gào thét, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, cô sẽ trở thành đằng quy trường sinh bất tử. Các ngươi làm hỏng đại nghiệp của cô, các ngươi hãy chôn cùng với cô đi. Ngươi nghĩ hay lắm, Vương Tiểu Nha cũng không cho rằng như vậy, lập tức thừa thắng truy kích, lại chém thêm mấy kiếm về phía đại vương bát, chém nó thành tám khúc. Bên trong cơ thể đằng quy vỡ vụn sáng lên bốn điểm sáng, dùng tốc độ cực nhanh chạy trốn bốn phía. Ngươi muốn chạy trốn, không có cửa đâu, Vương Tiểu Nha huy kiếm chạm xuống, chém rớt một vệt ánh sáng xuống đất. Nàng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện là một viên yêu đan. Ba điểm sáng còn lại. Khương Thanh Nguyệt tiện tay bắt một cái, Sở Giao bắt hai cái còn lại. Đây chính là nguyên thần của quốc vương thôn Chu Quốc. Khương Thanh Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua vật trong lòng bàn tay, là một tiểu nhân lớn chừng ngón tay cái, nhìn có chút giống với một lão giả hiền lành, y như đúc với chân dung của quốc vương thôn Chu Quốc. Vậy hai cái trong tay ta là gì? Sở Giao mở tay ra, phát hiện mình chẳng biết thứ trong lòng bàn tay là gì, nhìn không giống người, cũng không giống yêu ma quỷ quái. Để ta xem một chút, Khương Thanh Nguyệt xích lại gần quan sát, hơi do dự nói, nếu ta đoán không lầm, hẳn là tàn hồn của đằng xà và thần quy. Người của Vạn Hỏa giáo đã dùng thứ này để sáng tạo ra một con hung thú vạn năm trước. Sở Giao cau mày, chúng ta hãy hủy diệt chúng, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Khoan đã, chúng ta giữ lại, sau đó mang về Lam Kinh để Nguyệt trưởng môn và nữ hoàng bệ hạ nghiên cứu. Dù sao Khương Thanh Nguyệt cũng thành thục. Ổn trọng hơn. Nàng ngăn lại Sở Giao, ta có mấy hộp phù cấm, vừa lúc có thể đựng chúng. Sở Giao gật đầu, cũng xem như tận dụng phế vật đi. Thi thể của đại vương bát xử lý như thế nào? Vương Tiểu Nha giao yêu đan cho Khương Thanh Nguyệt, tiện tay chỉ vào mảnh hỗn độn dưới vực sâu. Khương Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, cái này cũng chỉ có thể chờ thiết kỵ của chúng ta đến, sau đó mới xử lý được. Mảnh vỡ mai rùa có thể mang về. Luyện chế thành khôi giáp thượng đẳng. Những thứ còn lại không có tác dụng gì thì đốt đi. Còn một vấn đề nữa. Sở Giao lo lắng nhìn bách tính bên ngoài vương thành. Động tĩnh bên trong thật sự quá lớn khiến không ít bách tính bị khủng hoảng. Vương Tiểu Nha ngược lại không cảm thấy đó là vấn đề gì cả. Sở Giao, chẳng lẽ ngươi không xem qua Harry Potter sao? Lúc này, chỉ cần thi triển di vong chú là được. Đúng vậy, Sở Giao lấy lại tinh thần. Bọn họ là tu tiên giả, mặc dù không học được pháp thuật thần thông thông thiên triệt địa nhưng pháp thuật giúp người ta lãng quên thì vẫn có thể. Sở Giao, Vương Tiểu Nha và Khương Thanh Nguyệt bắt đầu tiến hành pháp thuật lãng quên cho toàn bộ bách tính trong thành, khiến bọn họ quên mất sự việc đã thấy ngày hôm nay. Sau 2 đến 3 tiếng, thiết kỵ giáp đen cơ triều đã tiến vào thành, nhanh chóng tiếp quản toàn bộ đô thành, diệt trừ dư nghiệt Vạn Hỏa giáo. Rất nhiều bách tính thôn Chu Quốc ngạc nhiên phát hiện, còn chưa hết một đêm, quốc gia đã không còn, biến thành một quận của cơ triều. Nhưng cơ triều đối đãi với bách tính từ trước đến nay rất từ bi, chính sách cũng tốt. Bách tính thôi Chu Quốc cũng không có yêu cầu quá lớn, rất nhanh thích ứng với những thay đổi này. Về phần văn võ bá quan thôn Chu Quốc, bọn họ lại càng cầu còn không được. Vương tộc Giang thị hoành hành ngang ngược mấy chục năm, bọn họ đã sớm khổ không thể tả. Nhất là 10 năm trước, quốc vương không lên triều, các thế tử đều là đám hoàn khố. Hiện tại, bọn họ được giải thoát, thậm chí một người làm quan cả họ được nhờ. Trong bầu không khí vui mừng, tất cả lên đường quay về Lam Kinh. Trái đất, Nam Cương, Cổ Nguyên Lâu. Giới y học Nam Bắc tề tụ một đường, mục đích chọn ra một thần y có thể chân chính lực áp quần hùng. Tuy nhiên, hội nghị ngay từ lúc bắt đầu đã đi chệch hướng. Chỉ vì một chuyện nhỏ, hội nghị đã biến thành một cuộc tranh chấp giữa hai miền Nam Bắc. Rất nhanh, đều nhờ Dược Vạn Tâm lão nhân dụ dỗ,
rất nhanh đã biến thành một đại hội thảo phạt Hạ Thiên và Y Tiểu Âm. Dược lão tiên sinh, lời này của ông là có ý gì? Từ trước đến nay, Y Tiểu Âm không thích phân tranh cùng người khác, nhưng nếu người khác lấn đến trước mặt nàng, nàng cũng không sợ hãi, trước đó chúng ta hẳn không có ân oán gì, sao lại có nợ cũ mà nói chứ? Dược Vạn Tâm cười khẽ, ánh mắt nheo lại, lộ ra tinh quang, hai vị không cần quá kích động, chỉ là nợ cũ thôi mà, chỉ cần hai vị cố gắng phối hợp, lão phu cũng sẽ không để hai vị nguy hiểm đến tính mạng. Câu này nghe vô cùng chói tai, rõ ràng ông ta đang muốn nói bóng nói gió nếu hai người các ngươi không ngoan ngoãn phối hợp, hai người nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lão đầu, người sống lâu cũng không dễ dàng, đừng để không có việc gì lại muốn bị đánh, càng đừng để chết sớm. Hạ Thiên lười biếng nhìn Dược Vạn Tâm, người muốn chơi trò gì thì cứ tự mình chơi, đừng lôi ta và vợ y y vào. Người quả nhiên cuồng vọng như lời đồn. Dược Vạn Tâm thất vọng lắc đầu, nếu ta còn không nói rõ mọi chuyện, các ngươi rất có khả năng cảm thấy lão phụ oan uổng cho các ngươi. Y Tiểu Âm không khỏi khoanh tay cười lạnh, ta xin rửa tai lắng nghe. Dược Vạn Tâm giống như đã tính trước, chậm rãi nói, hai người các ngươi, một người là chủ tập đoàn thần y. Một người là ông chủ đằng sau lưng cả một bệnh viện. Đồng thời, Y Tiểu Âm ngươi còn là môn chủ đương nhiệm của Âm Y Môn, Hạ Thiên là đệ tử thân truyền của Quỷ Y Trương Minh Đà. Lão Phu nói không sai chứ? Đúng, Y Tiểu Âm cảm thấy điều này chẳng có gì là không thể thừa nhận. Hạ Thiên khinh thường nói nhảm với Dược Vạn Tâm, nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Không vội, Dược Vạn Tâm thấy hai người cũng không phủ nhận, lập tức nở nụ cười đắc ý. Ngươi đã là môn chủ của Âm Y Môn, những chuyện bẩn những chuyện ác mà Âm Y Môn đã làm năm đó, chẳng lẽ ngươi không nên chịu trách nhiệm? Y Tiểu Âm cũng không cảm thấy có chút gì ngoài ý muốn. Nàng sớm đoán được sẽ có người dùng chuyện này bắt nàng giải thích, xem ra Dược lão bế quan hơi bị lâu, cho nên ông không theo kịp tiết tấu của xã hội. Thời điểm phát sinh những chuyện này, ta còn chưa phải là môn chủ Âm Y Môn. Sau đó... ta cũng đã bồi thường vượt mức cho những bệnh nhân bị Âm Y Môn hại, đồng thời còn cùng Hạ Thiên chữa khỏi cho họ. Bồi thường, chữa khỏi. Vậy thì những chuyện đó có thể bỏ qua sao? Dược Vạn Tâm hừ lạnh, chỉ vào Y Tiểu Âm, người của Âm Y Môn các ngươi, tất cả nên dùng cái chết để tạ tội. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dược Vạn Tâm, lão đầu nhi, xem ra ngươi chán sống thật rồi. Nếu ta nhớ không lầm. 40 năm trước Dược lão tiên sinh sở dĩ tị thế ẩn cư cũng là vì chữa chết người. Y Tiểu Âm cản Hạ Thiên lại, không nhanh không chậm phản kích, lúc đó, Dược Đường các người bán cái gọi là thần dược, gạt không dưới mấy trăm người. Tuy nhiên, về sau sự việc đã được đè xuống, ông cũng đã thoái ẩn giang hồ. Nếu nói muốn thanh toán nợ cũ, xin hỏi Dược lão, cả nhà ông có nên lấy cái chết tạ tội hay không? Người đang cưỡng từ đoạt lý đấy. Dược Vạn Tâm không nghĩ đến Y Tiểu Âm lại biết chuyện này, đó là nói xấu, là tin tức giả. Ông ta nói xong, thấy Hạ Thiên mỉm cười, không khỏi nổi giận, còn ngươi nữa, ngươi cười cái gì? Sư phụ ngươi Trương Minh Đà đã hại chết không biết bao nhiêu người năm đó, thậm chí cháu của ta cũng chết trong tay ông ta. Bây giờ ông ta trốn đi, ngươi làm đồ đệ nên thay ông ta đền mạng. Ta muốn cười đấy, thậm chí còn cười ra tiếng, cười cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Hạ Thiên đáp lại, đại sư phụ của ta đang ở Trung Nam Sơn, người có bản lãnh thì đến đó tìm ông ấy đi. Hơn nữa, mặc dù y thuật của đại sư phụ ta không mạnh bằng ta, nhưng xưa nay không giết người vô tội. Người chết trong tay ông ấy, tuyệt đối bị trừng phạt đúng tội. Ngươi làm càn, Dược Vạn Tâm tức đến mức thiếu chút nữa chảy máu não chết ngay tại chỗ. Đánh giám, bên cạnh cũng có người giận không kềm được, năm đó, Trương Minh đã giết chết thúc của ta. Thúc thúc của ta cư xử tốt với biết bao nhiêu người. Hạ Thiên cười hỏi, tốt với biết bao cặn bã, đúng không? Cha ta và Trương Minh Đà vốn không quen biết, chỉ là thôn y bình thường, cả đời trị bệnh cứu người. Lại có người nhảy ra, chẳng lẽ ông ấy cũng nên chết sao? Hạ Thiên lười biếng đáp, người đoán chừng cũng chẳng quen biết với cha ngươi. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Quá ngông cuồng. Nếu hắn là đồ đệ của Trương Minh Đà, mọi người đừng buông tha cho hắn. Trương Minh Đà phạm vào từng đống sát nghiệt ở Nam Cương, vừa lúc chúng ta giết đồ đệ của ông ta để báo thù. Quần tình phẫn nộ, biến thành đại hội lên án Trương Minh Đà. Hạ Thiên là đồ đệ Trương Minh Đà,
bị hơn trăm người vây quanh quát mắng. Mọi người bình tĩnh lại. Lúc này, Trịnh Hưởng Sơn lên tiếng. Mặc dù âm thanh không lớn nhưng vang lên bên tai tất cả mọi người, ta muốn nói một lời công đạo. Ngươi đừng nói nữa, Hạ Thiên khó chịu cắt ngang lời Trịnh Hưởng Sơn, bình thường dùng câu này để mở đầu đều không phải kẻ tốt lành gì. Đây là lời vợ băng băng ta nói. Làm càn. Dược Vạn Tâm tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên, khiển trách Trịnh lão đệ nói thế nào cũng là khôi thủ y giới Nam Cương. Thái độ của ngươi là gì? Ít nhất ngươi cũng nên để người ta nói hết lời, chẳng có chút giáo dưỡng nào cả. Sắc mặt của Trịnh Hưởng Sơn cũng không có gì tốt, cũng cảm thấy khó chịu với lời nói kẹp thương đeo gậy của Dược Vạn Tâm, chỉ là ông ta ngại mất hình ảnh, đành phải cố gắng đè nén cơn tức. Hôm nay, chúng ta tổ chức đại hội là để chọn ra mấy vị hậu nhân kiệt xuất của giới y học. Trịnh Hưởng Sơn không nhanh không chậm nói, từng câu từng chữ đều lọt vào tai của tất cả mọi người. Chúng ta đến đây cũng không phải giải quyết thù cũ thù mới, cho nên ta mong mọi người kềm chế lại một chút, trước để đại hội diễn ra một cách thuận lợi. Sau khi kết thúc rồi, các ngươi sẽ tự xử lý với nhau. Ta tin rằng, tất cả đều là những người biết nói đạo lý, không phải hạng người hung hăng càn quấy, mọi người cảm thấy như thế nào? Trịnh Hưởng Sơn nói, đích thật rất có hơi hướng lấy đại cục làm trọng. Mặc kệ là người Nam Cương hay là người phương Bắc, tất cả đều không khỏi vui lòng phục tùng. Trịnh lão đệ là người đề xuất đại hội, người nói như thế nào, lão phu thân là khách từ xa đến, tất nhiên không có ý kiến. Mặc dù trong lòng Dược Vạn Tâm cảm thấy khó chịu, nhưng cũng biết nếu cứ kiếm chuyện với Hạ Thiên, ông ta sẽ biến thành hạng người hung hăng, càn quấy. Hạ tiên sinh, y tiểu thư, hai người cũng nên thông cảm một chút, lăn lộn trong y giới không hề dễ dàng. Trịnh Hưởng Sơn khuyên bảo Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, ân oán giữa các ngươi và y giới Nam Bắc, đợi lát nữa, Trịnh Mỗ sẽ giúp các ngươi giải quyết thích đáng, như thế nào? Hạ Thiên khinh thường nói, ngươi muốn làm bộ thì cứ làm bộ đi, đừng cứ trong bóng tối dẫm ta và vợ y của ta một cước. Ngươi có tin ta đánh gãy bốn chân của ngươi không? Trịnh Hưởng Sơn còn chưa phản ứng gì, Lương Diệu Trúc đã kinh ngạc hỏi, bốn chân? Không phải con người chỉ có hai chân thôi sao? Có ba chân, nhưng bốn chân thì quả thật hiếm thấy. Hồ Hóa Vũ nói. Lương Diệu Trúc kịp phản ứng, xấu hổ trừng mắt với Hạ Thiên, hai người các ngươi bẩn thỉu quá đi. Bẩn thỉu, Hồ Hóa Vũ sừng sốt, thấp giọng nói, ngươi đang suy nghĩ lung tung gì thế? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện tay chân của vị trịnh hội trưởng đều là giả sao? Thật ngại quá, là ta bẩn thỉu. Lương Diệu Trúc ngại ngùng le lưỡi, hai tay đặt lên chân. Làm ra vẻ thục nữ. Trịnh Hưởng Sơn cũng không để ý đến đám người Hạ Thiên nói chuyện, đây chỉ là đề nghị của Trịnh Mỗ, có nghe theo hay không tùy thuộc vào các ngươi. Đại hội lần này cực kỳ quan trọng, Trịnh Mỗ tuyệt không cho phép bất kỳ người nào cản trở. Ngươi đừng nhúc nhích, Y Tiểu Âm biết tính tình của Hạ Thiên như thế nào, lập tức đưa tay đè hắn xuống, sau đó nói với Trịnh Hưởng Sơn, được, nếu Trịnh hội trưởng đã nói như vậy, chúng ta tất nhiên không có ý kiến. Tuy nhiên, nếu có người khiêu khích chúng ta, trách nhiệm này, chúng ta không gánh đâu. Yên tâm đi, Trịnh Hưởng Sơn biết Y Tiểu Âm đang ra điều kiện, chỉ cần các ngươi yên phận một chút, Trịnh Mỗ cam đoan trong đại hội tuyệt không có ai gây chuyện với các người. Nếu không, không cần các người ra tay, Trịnh Mỗ sẽ giải quyết trước tiên. Nói xong, ông ta còn nhướng mày nhìn quét qua hội trường một vòng. Không còn ai dám có ý kiến. Đám người kêu gào muốn Hạ Thiên và Y Tiểu Âm đẹp mắt vừa rồi đều cúi đầu. Nam tử tóc dài thấy thời cơ bất ổn, lặng lẽ chuồn đi. Đương nhiên, hắn ta có thể chuồn đi được hay không lại là một chuyện khác. Được rồi, đại hội tiến hành như thường lệ. Con người Trịnh Hưởng Sơn hiện lên ánh sáng phức tạp, lập tức quay sang nói với Hồ Mộc Vũ, Hồ gia chủ, người nói tiếp đi. Trán Hồ Mộc Vũ hiện lên đầy hắc tuyến, thầm nghĩ trong lòng, tình huống như thế. Ta còn nói tiếp như thế nào được nữa? Cho dù có nói tiếp, ai còn muốn nghe ta nói? Gia chủ ta quá thất bại rồi, đối nội không được, đối ngoại cũng không xong, yếu đến rối tinh rối mù. Nhất thời, hắn ta có suy nghĩ muốn từ bỏ. Tuy nhiên, khi hắn ta nghĩ lại tối hôm qua hắn ta đã toàn lực tranh thủ như thế nào, hắn ta lại quyết định tuyệt đối không thể cứ như vậy mà trả lại quyền lực. Đối mặt với cao nhân y giới, hậu sinh vãn bối như ta không nên nhiều lời, tránh cho chư vị chán ghét mà vứt bỏ.
Hồ Mộc Phú thối lui sang bên cạnh, tiếp theo, nên giao cho Trịnh hội trưởng chủ trì đại cục. Trịnh Hưởng Sơn việc nhân đức không nhường ai, cũng không khách sáo đứng chính giữa, cao giọng nói, đại hội y giới lần này là để tuyển ra một vị thần y chân chính, cũng để chọn một số tân tú y giới đến Nguyệt Phương Nguyên hoàn thành một khiêu chiến khó khăn nhất trong lịch sử y giới. Cho nên, chúng ta đấu với nhau cũng không vì thể diện. Đây cũng không phải là cuộc chiến giành vị trí thứ nhất, mà là vì tồn tại của nền y học, vì thiên hạ thương sinh. Đúng là cứ nói nhảm hết bài này đến bài khác. Hạ Thiên nghe mấy lời nói suông không có dinh dưỡng như thế chẳng khác nào muốn mạng, đành gối đầu lên đùi Y Tiểu Âm, vợ Y, ta ngủ một lát. Nếu không có việc gì, nàng đừng gọi ta dậy, có việc cũng đừng gọi. Này, người đúng là tối thiểu cũng nên tôn trọng người khác một chút chứ. Lương Diệu Trúc bất mãn nói, cho dù nhàm chán, ngươi trực tiếp nằm xuống ngủ như thế có chút hơi quá đáng. Ngươi nói sai rồi, Hạ Thiên nhấc hai chân lên gác lên đùi Lương Diệu Trúc, cái này mới gọi là nằm ngủ đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 156.